Có vẻ được rồi đó. Mọi người vào cái trang hỗ trợ bệnh nhân ung thư xem thử là lên chưa nhá. Em mới thấy, để em share qua bên phòng cộng đồng. Muốn xem không? Dạ, nghĩ là mình bắt đầu được rồi đó ha. Chuẩn bị xong cho em. Em chưa vô được cái em chưa thấy được cái video share. Dạ thôi mọi người cứ bắt đầu đi để em vô sau. Dạ. Dạ, kính chào quý vị khán thính giả. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian của hôm nay để theo dõi một cái chủ đề khá là quan trọng và cũng được nhiều người quan tâm, đó là kiểm quản lý dinh dưỡng trong cái quá trình điều trị ung thư. Và y học cộng đồng rất là hân hạnh mời được các cái bác sĩ và tiến sĩ chuyên gia trong cái mảng dinh dưỡng này đã có rất là nhiều bài viết cũng như là các cái ứng dụng trên lâm sàng cùng tham gia cái diễn đàn này để chia sẻ những cái kiến thức mới nhất và đúng nhất dành cho quý vị bệnh nhân và người thân để và mọi người có thể tham khảo để có thể cải thiện cái chế độ ăn hàng ngày áp dụng được ngay vào ngày mai. Xin mọi người đến với chương trình hôm nay, quý xin giới thiệu có bác sĩ Phương Anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời Phương Anh có thể nói vài lời với khán thính giả được không ạ? À, xin chào các anh chị đồng nghiệp và xin chào các quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay là Phương Anh rất là hân hạnh được chia sẻ cái chủ đề là hướng dẫn dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư. Dạ, cảm ơn Phương Anh. Cô Thục Phương hình như là bên em đang buổi sáng đúng không? Lần trước em đây là cái đây cũng một năm rồi đó. Dạ đúng, gần năm. Dạ em chào anh Quý, anh Hiệp với chào tất cả mọi người. Em là Thục Phương, thì em là làm bên nhóm thực phẩm cộng đồng. Hiện tại thì em đang nghiên cứu về vaccine cúm ở bên New York, ở bên Mỹ. Tiến sĩ Thục Phương là một trong những cái người đã lĩnh xướng cái dự án thực phẩm cộng đồng, gọi là người anh em của y học cộng đồng, và có rất là nhiều bài viết để giúp mọi người có cái cách thức chế biến quản lý cũng như là chọn lựa thức ăn tốt nhất cho sức khỏe. Và hôm nay Thục Phương đã giới thiệu tiến sĩ Thu Hà cùng tham gia chương trình với chúng ta lần này. Mời Thu Hà thử mic luôn ha. Chào anh Quý và mọi người. Em tên là Thu Hà. Em là tiến sĩ bên chuyên ngành khoa học và công nghệ thực phẩm. Thì hiện tại em đã ở bên Canada. Thì đây là lần đầu tiên em được tham gia cùng với mọi người. Nên là hy vọng là sẽ đóng góp được chút xíu nào đó. Dạ, cảm ơn em rất nhiều. Và như mọi người biết là một cái diễn giả rất là quen thuộc đó là bác sĩ Phan Đình Hiệp. Anh Hiệp ngày hôm qua thức tới 2 giờ sáng để cùng livestream cùng với mọi người, cho nên là hôm nay anh sẽ chỉ hỗ trợ từ 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 nhà anh. Khi nào mà có vấn đề trục trặc về kỹ thuật thì anh sẽ xuất hiện nhé. Thưa mọi người, thì cái thời gian cho chương trình cũng không có nhiều, cho nên là
Mình xin đi thẳng vào vấn đề luôn. Như mọi người biết là y học cộng đồng cũng đã có tổ chức một cái webinar vào tháng 8 vừa rồi với bác sĩ Quyên ở Huế. Bác sĩ Quyên là nói về những cái nguyên lý cơ bản về dinh dưỡng để cho mọi người biết là như vậy là chúng ta cần phải có những cái chất gì, tỷ lệ bao nhiêu. Mọi người biết là cái dinh dưỡng nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cái quá trình điều trị. Tuy nhiên sau đó thì chúng ta nhận được rất là nhiều câu hỏi muốn biết sâu hơn một xíu, nâng cao hơn một xíu. Như vậy là cái cách định dinh dưỡng như thế nào và trong những cái tình huống khác nhau thì cái nhu cầu dinh dưỡng sẽ thay đổi như thế nào, cũng như là chúng ta phải có những cái chuẩn bị gì khác để giúp cho bệnh nhân vượt qua những cái khó khăn trong quá trình điều trị. Thì hôm nay rất là may mắn là Quỳ đã được kết nối được với bác sĩ Phương Anh, là giảng viên của khoa dinh dưỡng và an toàn thực phẩm ở Đại học Phạm Ngọc Thạch. Và nhờ Phương Anh làm một cái slide khá là đơn giản nhưng mà hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu hơn về cái vấn đề này. Mời Phương Anh trình bày bằng share screen nha. Dạ thấy chưa vậy anh Quý? Rồi thấy rồi em. Dạ thì ngày hôm nay thì Phương Anh xin được phép nói về cái chủ đề là hướng dẫn ăn uống cho bệnh nhân ung thư. Thì cái đầu tiên á thì Phương Anh muốn đề cập, muốn định nghĩa lại như thế nào là dinh dưỡng tốt. Thì dinh dưỡng tốt á là nó phải đúng về chất và đủ về lượng. Đúng về chất có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là mình chọn lựa thực phẩm như thế nào, thực phẩm nào nên ăn, thực phẩm nào không nên ăn. Ví dụ như là bệnh nhân ung thư á thì thường là mình nên hạn chế những cái thực phẩm mà chế biến sẵn, ví dụ như là xúc xích nè, thịt xông khói nè, lạp xưởng nè. Còn cái vế thứ hai là đủ về lượng, thì như vậy là tôi sẽ ăn bao nhiêu? Đó là cái câu hỏi mà rất là nhiều người họ hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói là những cái dinh dưỡng thì tôi rất là nắm về vai trò rồi, nhưng mà tôi không biết là tôi ăn bao nhiêu thì để mà tôi đạt đủ được cái nhu cầu của tôi. Thì cái đó là cái nội dung của cái bài trình bày của Phương Anh ngày hôm nay. Thì trước tiên á, muốn biết mình ăn bao nhiêu thì mình cần phải biết đầu tiên là cái cân nặng của mình nó có khỏe mạnh hay không. Thì có rất là nhiều cái phương pháp để mà đánh giá được cái cân nặng của mình nó như thế nào. Tuy nhiên có một cái công cụ mà nó tương đối đơn giản, dễ thực hiện và áp dụng rộng rãi ngoài cộng đồng. Đó chính là cái chỉ số là BMI hay còn gọi là chỉ số khối cơ thể. Thì BMI này nó là một cái công thức tính rất là đơn giản, là mình sẽ lấy cái cân nặng đơn vị là ký, sau đó mình chia cho chiều cao bình phương đơn vị là mét. Sau khi là mình đã tính được cái chỉ số BMI này thì tùy vào cái kết quả BMI mình đánh giá được cái tình trạng dinh dưỡng của mình như thế nào. Ví dụ như là BMI của mình là dưới 18.5 thì mình sẽ được đánh giá là suy dinh dưỡng. BMI của mình từ 18.5 đến 25 thì là cân nặng của mình bình thường, có nghĩa là cân nặng của mình là khỏe mạnh đó. Từ 25 đến 30 thì được xem là thừa cân, mà trên 30 thì sẽ được xem là béo phì. Thì tiếp theo là thì mình có một cái ví dụ như thế này. Ví dụ như là có một cái cân nặng, một cái người có cân nặng là 55 kg, chiều cao là 1m6, thì cái công thức tính BMI á, nó là sẽ bằng là 55 là cân nặng tính theo đơn vị ký, chia cho chiều cao bình phương là mình lấy cho là 55, mình chia cho 1.6, rồi sau đó mình chia tiếp cho 1.6 thì mình ra kết quả là 21.5. Thì 21.5 này thì mình nhìn vô cái bảng hồi nãy thì mình thấy là nó nằm trong cái ngưỡng là từ 18.5 đến 25 là bình thường. Thì như vậy là cái người này có cái cân nặng và chiều cao như thế này là bình thường. Như vậy thì cái nhu cầu dinh dưỡng của mình á, nó phụ thuộc rất là nhiều về cái tình trạng cân nặng của mình như thế nào. Một cái bệnh nhân mà suy dinh dưỡng, tức là bệnh nhân có cái BMI dưới 18.5 á, và bệnh nhân chuẩn bị một cái phương pháp điều trị ung thư mà có nguy cơ sụt cân rất là cao, chủ yếu là hóa trị với là xạ trị, thì những cái bệnh nhân này thường có những cái nhu cầu dinh dưỡng nó cao hơn để giúp cho bệnh nhân tăng cân hơn, bệnh nhân đáp ứng được với lại cái điều trị tốt hơn. Và cái ý thứ hai là hầu hết những cái bệnh nhân ung thư thì theo cái khuyến nghị là mình nên duy trì cái cân nặng hiện tại trong quá trình điều trị. Thì chúng ta có một cái trường phái á, là nhịn ăn để bỏ đói tế bào ung thư, đây là một trường phái rất là sai lầm. Thì cũng có một cái trường phái khác là nghĩ là mình bị ung thư bệnh rất là nặng nên mình cần bồi bổ cơ thể quá mức,
việc mà mình bồi bổ thì mình sẽ gây tăng cân. Và những cái nghiên cứu người ta thấy rằng cái việc mà tăng cân trong cái quá trình điều trị á, thì nó cũng gây ra những cái tác động tiêu cực đến quá trình điều trị, nó cũng không tốt. Cho nên là tốt nhất là nếu như cân nặng của mình bình thường hoặc là trên ngưỡng bình thường, là thừa cân hoặc là béo phì, thì mình nên duy trì cái cân nặng hiện tại đó trong suốt cái quá trình điều trị. Còn đối với những bệnh nhân mà thừa cân hoặc là béo phì thì mình chỉ nên giảm cân và tuyệt đối theo sự hướng dẫn của bác sĩ sau khi kết thúc điều trị và bệnh ổn định, chứ mình không có chỉ định giảm cân trong quá trình điều trị mặc dù là mình thừa cân hay là mình béo phì. Tiếp theo nữa là tại sao mình phải đánh giá cái cân nặng của mình trước? Bởi vì cái nhu cầu dinh dưỡng của mình nó phụ thuộc vô rất là nhiều yếu tố. Cái đầu tiên là tình trạng dinh dưỡng. Thì thông thường những cái người mà suy dinh dưỡng thường có cái nhu cầu dinh dưỡng nó cao hơn so với những người có cái cân nặng bình thường. Tình trạng bệnh lý, bệnh ung thư của mình là ung thư gì, giai đoạn nào, mục tiêu điều trị ra làm sao, mục tiêu của mình là điều trị tấn công, hay là mục tiêu của mình là chỉ là điều trị giảm nhẹ. Rồi những cái bệnh kèm theo như là những cái bệnh ung bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý suy thận, suy gan, vân vân. Thì tốt nhất mỗi một bệnh nhân thì nên được một cái chuyên gia dinh dưỡng họ tham vấn, họ tính toán cái nhu cầu dinh dưỡng cẩn thận. Nhưng mà trong cái điều kiện Việt Nam thì có lẽ là cái đó nó còn nhiều hạn chế, thì mình có thể tính tương đối cho mình trước là cái nhu cầu bệnh nhân ung thư như sau. Thứ nhất là Thì năng em lại cho lượng. anh hỏi một cái, tức là theo như em chia sẻ thì có nghĩa là cái nhu cầu dinh dưỡng nó cũng sẽ tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố đúng không, Dạ đúng ạ. và nó phải cần có sự cá nhân hóa, chứ không phải là cứ nghe người này xài cái này tốt là mình mua về mình xài là được. Dạ Đó là đúng cái đúng. bài học đầu tiên mà anh nghĩ là bệnh nhân nên nhớ, Dạ dạ. một cách để giúp họ đừng có nghe lời bày vẽ trên mạng đúng không. Dạ đúng. Thì tại vì có một lần thì Phương Anh thấy là có một cái bạn thì là bạn xem một cái thực đơn mẫu ở trên web hỗ trợ liên ung thư. Thì thực tế mà nói là cái thực đơn đó đôi khi nó phù hợp với cá nhân người này, nó không phù hợp cá nhân người kia. Dạ, tình trạng bệnh lý, tình trạng dinh dưỡng lý như thế nào? Dạ, thì tiếp theo đó là về đầu tiên á, là mình phải tính được cái nhu cầu năng lượng. Thì là đối với những bệnh nhân ung thư á, thì nhu cầu năng lượng nó tương đối, nó cao hơn so với bình thường. Thì nó khoảng là từ 30 đến 35 kcal bạc tiết trong một ngày. Protein á, thì nó khoảng từ 1.5 đến 2.0 gram một ký trong một ngày. Thì lipid là 1.0 đến 1.2 gram trên ký trong một ngày. Thì mình sẽ qua một cái ví dụ sau đây để mình tính toán cái nhu cầu dễ hơn. Thì mình quay lại cái trường hợp hồi nãy, thì một người có cân nặng là 55 kg, chiều cao là 1m6, thì hồi nãy mình tính ra rồi thì người này là BMI là 21.5, là cân nặng bình thường. Như vậy thì cái người như vậy á, thì nhu cầu dinh dưỡng như thế nào? Thì năng lượng thì là hồi nãy mình nói là năng lượng là từ 30 đến 35 kcal bạc ký, thì người này 55 kg, thì mình thấy rằng cái BMI là bình thường thì mình có thể lấy con số là 30, thì mình lấy 30 nhân cho 55, thì mỗi ngày người này sẽ cần nạp năng lượng từ thực phẩm thức ăn là 1.650 kcal một ngày. Rồi protein á, là mình sẽ lấy 1.5 nhân cho 55 thì là 82.5 gram một ngày. Thì tương tự á, thì là lipid là 55 gram một ngày. Có nghĩa là cái người này một ngày thì họ sẽ cần nạp cái năng lượng, có nghĩa là tổng tất cả đồ ăn, đồ uống họ ăn trong một ngày sẽ là nên là 1.650 kcal một ngày, và protein là 82,5 gram một ngày. Thì đối với bệnh nhân ung thư thường thì người ta hay quan tâm nhiều nhất ở hai cái chỉ số là năng lượng với protein. Như vậy thì hồi nãy giờ thì mình đã tính được cái nhu cầu dinh dưỡng rồi, thì cái câu hỏi tiếp theo á, là người ta hỏi là như vậy tôi ăn làm sao để tôi đạt được cái nhu cầu năng lượng đó. Thì để trả lời cái câu hỏi này thì cái đầu tiên thì mình cũng sẽ nói qua về việc phân nhóm thực phẩm. Thực phẩm thì có rất là đa dạng, có cả trăm loại thực phẩm khác nhau. Thì người ta chia làm 7 nhóm dựa trên những thành phần dinh dưỡng tương tự nhau. Ví dụ như là nhóm ngũ cốc nè, là những cái nhóm như là cơm, mì, khoai, xôi. Đó là những cái nhóm mà ngũ cốc cung cấp chủ yếu là chất bột đường. Nhóm thịt, cá, trứng, sữa là cái nhóm này cung cấp chủ yếu là protein. Rồi nhóm rau gồm rau lá và rau củ, nhóm trái cây. Thì hai cái nhóm rau và trái cây này nó cung cấp là chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhóm sữa, nhóm đường và nhóm béo. Thì Phương Anh sẽ đi trình bày kỹ hơn vào từng cái nhóm. Tiếp theo nữa, trong cái mỗi cái nhóm á, thì người ta tính ra một cái đơn vị chuyển đổi thực phẩm.
Thì trong mỗi nhóm người ta quy ước hàm lượng dinh dưỡng hoặc là cái khối lượng thực phẩm cho một đơn vị chuyển đổi. Trong cùng một nhóm thì các đơn vị chuyển đổi này có thể thay thế cho nhau. Các đơn vị chuyển đổi của các nhóm khác thì không thể thay thế cho nhau. Giờ Phương Anh ví dụ là một đơn vị chuyển đổi của nhóm ngũ cốc á, thì được quy ước là chứa 20 g glucid thì nó tương đương với 55 g cơm hoặc 80 g khoai. À, một đơn vị chuyển đổi của nhóm rau á, thì được quy ước là 80 g rau thì có thể là 80 g su su hoặc là 80 g rau muống. À, trong một nhóm với nhau thì mình có thể được quyền thay đổi. Thì mình nếu như mà bệnh nhân không ăn cơm thì bệnh nhân có thể ăn khoai lang, thì 55 g cơm nó sẽ tương đương với 80 g khoai lang. Nếu như không ăn cơm thì mình cứ quy tương đương ra là 55 g cơm là sẽ quy ra 80 g khoai lang. Nhưng mà cái 55 g cơm này thì mình không có thể thay thế qua 80 g rau muống. Có nghĩa rằng là trong một nhóm thì mình được quyền chuyển đổi với nhau. Không ăn cơm thì ăn khoai lang, hay là ăn khoai mì, hay là ăn bún, ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn cái gì cũng được. Mình có thể chuyển đổi linh động với nhau. Nhưng mà cái nhóm này không thể đổi qua nhóm kia. Giờ mình sẽ đi kỹ vào từng nhóm. Đầu tiên là cái nhóm ngũ cốc. Thì cái nhóm này chủ yếu là cung cấp là glucid. Thì một đơn vị nhóm ngũ cốc á, thì nó sẽ tương đương với lại khoảng là 1/2 chén cơm. À, đối với những cái món mà sợi gạo, ví dụ như là nui, mì, bún, hủ tiếu mà luộc rồi á, thì nó khoảng là 2/3 chén. Bắp á, thì là khoảng 1/2 trái bắp nếp. Thì Phương Anh xin nhắc lại, ví dụ như là mình sẽ chuyển đổi được với nhau trong cùng một nhóm. Ví dụ như là mình không có muốn ăn cơm thì mình có thể thay thế bằng 1/2 chén cơm bằng 2/3 chén bún chẳng hạn. Đó, hoặc là mình có thể thay thế bằng 1/2 chén cơm bằng một nửa ổ bánh mì chẳng hạn, thì được quyền thay mình được quyền chọn tương đương với nhau. À, ví dụ như là một người này có cái nhu cầu là một ngày là 6 đơn vị ngũ cốc, thì mình tính ra buổi sáng đi là cần 2 đơn vị ngũ cốc, thì nếu như người này mà ăn ăn cơm đi thì người này sẽ cần ăn một chén, tại vì một đơn vị là 1/2 chén. À, tiếp theo nữa là về mặt chọn lựa thực phẩm là có nên chọn ngũ cốc nguyên cám hay không. Thì ngũ cốc nguyên cám là những cái thực phẩm như là cơm gạo lứt nè, khoai lang nè, bắp, bánh mì đen. À, những cái ngũ cốc nguyên cám này rất là giàu chất xơ, vitamin, nên thường được khuyến cáo là chiếm ít nhất là 1/2 lượng ngũ cốc ăn vào hàng ngày. À, tuy nhiên á, là những cái chế độ ăn giàu xơ này nó có một cái nhược điểm là nó làm hạn chế hấp thu chất dinh dưỡng và tạo cảm giác no, cho nên nó có thể là bất lợi đối với bệnh nhân suy dinh dưỡng và chán ăn. Tại vì bệnh nhân quá suy dinh dưỡng, bệnh nhân ăn rất là ít mà mình lại cho một cái chế độ ăn mà nó rất giàu xơ, nó sẽ làm cho bệnh nhân không bao giờ cảm giác đói và thậm chí luôn là làm cho bệnh nhân rất là hạn chế hấp thu dinh dưỡng trong cái thức ăn của mình. Do vậy là cũng tùy trường hợp cụ thể mà mình áp dụng là có nên ăn ngũ cốc nguyên cám hay không. Chứ nên mình không có nên theo rập khuôn là mình nói trên mạng chỉ rằng là cơm gạo lứt rất là tốt thì mình áp dụng cho bệnh nhân của mình thì nhiều khi cái đó nó cũng là một cái bất lợi. À, đến nhóm dạ Nên nên vậy có phải là nếu như mà những bệnh nhân ví dụ gặp những cái triệu chứng về tiêu hóa ví dụ như là táo bón thì là người ta nên ăn nhiều chất xơ không? dạ dạ thì nếu như mà bệnh nhân mà có những cái triệu chứng về táo bón thì mình cần phải khảo sát lại chế độ ăn táo bón, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, thì mình phải coi cái nguyên nhân gì có chắc là nguyên nhân từ chế độ ăn hay không. Nếu như mà từ chế độ ăn mình thấy rằng là rõ ràng bệnh nhân không có ăn rau, không ăn trái cây, thì cái thể đó là mình có thể là liên quan là do là thiếu chất xơ từ từ cái chế độ ăn đó, thì lúc đó mình mới bổ sung. Còn nếu như mà bệnh nhân ăn vẫn đủ rau, vẫn được trái cây mà bệnh nhân vẫn bón thì có thể là những cái nguyên nhân khác mà mình cần tìm thêm. Cái này là cái chuyện này là mình ngũ cốc nguyên cám hay không nguyên cám thì nó sẽ tùy trường hợp. Mình cũng không có muốn quá rập khuôn, tại vì có một số người thì khi ung thư thì họ thường thường hay ăn gạo lứt nhiều hơn, thì gạo lứt thì đương nhiên là tốt rồi đó. Nhưng mà nếu mà suy dinh dưỡng quá, ăn không có được bao nhiêu hết mà ăn gạo lứt nó làm cho bệnh nhân quá no và nó hạn chế hấp thu thì cái đó cũng không là cái có lợi. Anh bổ sung một cái trường hợp là bị táo bón á, mọi người hay hỏi là nên ăn cái gì, nên uống cái gì các kiểu, rồi người thì bày ăn thêm chuối, người thì bày ăn thêm khoai lang các kiểu này nọ. Nhưng mà thực ra cái mọi người cần lưu ý là có rất là nhiều nguyên nhân để gây táo bón, giống như Phương Anh chia sẻ là ngoài chế độ ăn còn là kém vận động, hoặc là như khi nó là do một cái cậu rối loạn về cấu trúc ở trong ruột, ví dụ như có những bệnh nhân sắp bị tắc ruột chẳng hạn, thì đó là lý do mà tại sao chúng ta cần những cái hỏi ý kiến của nhân viên y tế để trước hết là loại trừ những cái nguy cơ mà nguy hiểm
là đi đi cái đã, rồi lúc đó mới bắt đầu tính tới chuyện thay đổi cái thức ăn như thế nào. Vậy thì nếu mà chị nói là nếu mà theo nhìn chung những người mà bệnh nhân mà đang có tình trạng ổn định á, thì người ta nên bổ sung nhiều chất xơ. Nhưng nếu mà trong những cái tình trạng gọi là quá suy dinh dưỡng hay là những cái tình trạng đặc biệt thì người ta nên hỏi ý kiến bác sĩ, chị có đúng không? Thì nếu như mà quá suy dinh dưỡng á, thường thường là nên hỏi ý kiến bác sĩ là đúng rồi, tại vì là làm sao để kéo dinh dưỡng bệnh nhân về bình thường cái đã. Nhưng mà mình nói trong cái này là để cho bệnh nhân tự quản lý chế độ ăn của mình trước á. Nếu mà quá suy dinh dưỡng thì mình không có nên chọn những thực phẩm quá giàu xơ. Cảm ơn. Đến cái nhóm tiếp theo đó là cái nhóm thịt cá. Thì một đơn vị thịt cá đó thì nó tương đương là 35 gram. Thì 35 gram này á, thì làm sao để mình biết là mình 35 gram, thì một cái ước tính nó đơn giản thôi, là mình lấy ba cái ngón tay của mình, thì nó là kích thước chiều ngang, chiều dài, chiều rộng thì nó khoảng 35 gram, nghĩa là một cái ngón tay của mình á, thì nó khoảng 11 đến 12 gram, thì 35 gram là ba cái ngón tay của mình, thì nó đâu đó là nó khoảng 5 đến 7 miếng, 5 miếng thịt, rồi 7 con tôm, rồi một đơn vị thịt cá nếu mà đậu hũ á, thì nó khoảng 60 gram. Là đối với khối lượng cái đậu hũ ở Việt Nam thì nó khoảng là 1/2 bìa đậu hũ hoặc là một cái trứng gà ta. Nếu như không ăn trứng gà thì mình có thể chuyển qua trứng cút, thì một cái trứng gà thì nó tương đương với 5 cái trứng cút hoặc là 35 gram đậu hạt. Có nghĩa là đây là những cái nhóm thực phẩm mà cung cấp chủ yếu là cái protein, thì mình có thể lấy từ protein động vật hoặc là protein thực vật. Còn Dạ cái thầy, thầy nhiều công thức tịnh lung bung quá. Vì vậy bên thầy thực sự mà nói là mình rất là biết ơn cái sức khỏe hiện tại. Tức là những cái người mắm có vấn đề về sức khỏe thì hầu như nó thật ăn 5 năm cái trứng cút cũng được, mà ba cái trứng cút thì cũng sẽ có những cái khác nó bù vào. Nhưng mà rõ ràng đối với những cái bệnh nhân mà có vấn đề về sức khỏe thì cái chuyện tính toán là nó trở nên khó khăn hơn. Đương nhiên là mình cũng chú ý một cái là bác sĩ Phương Anh chỉ nói để cho mọi người biết cái nguyên lý như thế nào, thấy cái câu chuyện là phức tạp như thế nào thôi, chứ còn lát nữa Phương Anh và các panelist sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế như thế nào. Thực ra nó không phải là được phải tính toán cụ thể là tới 82,5 gram như thế đâu. Mọi người cứ yên tâm nghe tiếp nha. Thì lúc mà làm cái này thì Phương Anh cũng sợ là nó quá chi tiết đi, làm cho mọi người cảm thấy nó hơi bị khó khăn. Tiếp theo là mình lựa chọn thịt cá như thế nào. Thì tốt nhất là mình nên chọn thịt cá tươi sống. Nghĩa là mình mua cái đồ tươi về, mình nấu, mình luộc, mình chế biến. Mình hạn chế tối đa những cái thực phẩm chế biến công nghiệp như là xúc xích, thịt hộp, thịt xông khói. Mình ăn đa dạng các loại thịt, và mình cũng không kiêng thịt đỏ. Tại vì có rất là nhiều cái người ta thấy rằng á là có cái mối liên quan giữa việc ăn nhiều thịt đỏ và ung thư. Nhưng mà cái này là ăn nhiều, nghĩa là ăn rất nhiều so với nhu cầu của mình thì nó mới dẫn đến cái hệ quả là ung thư. Và cái điều này nó cũng không suy diễn thêm một cái nữa là khi ung thư là mình phải kiêng thịt đỏ. Bởi vì thịt đỏ thì nó cũng là một cái thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất là cao, nó cũng giàu sắt, giàu kẽm. Đó, cho nên là bạn không nên kiêng và bạn cũng nên ăn trong cái số lượng cho phép thì đều được hết. Đến thứ hai là cái đơn vị Nhân là ơi, Nhân ơi cho chị mới xin, tại vì có bạn có câu hỏi là về cái thịt đỏ với lại cái thịt chế biến á. Thì giống như Phương Anh nói thì thịt đỏ có rất nhiều chất dinh dưỡng, mà đặc biệt là ví dụ như sắt hoặc là vitamin B12 á, là những cái thực phẩm khác mà không có đủ nhiều. Protein thì mình có thể cung cấp từ những cái thực phẩm từ thực vật, nhưng mà sắt, kẽm và vitamin B12 thì là nên sử dụng nên ăn từ thịt đỏ, thì mình hạn chế cỡ dưới 500 gram thịt đỏ mỗi tuần. Tại vì có câu hỏi là nên mình kiêng thì ăn là ăn ăn có kiểm soát thịt đỏ, không nên tránh hoàn toàn. Còn đối với cái thực phẩm chế biến ví dụ như xúc xích, thịt xông khói, thịt muối thì những cái loại thịt đó khi người ta chế biến thì người ta thường hay bỏ cái nitrat. Nitrat là cái chất mà nó tạo nên cái màu đỏ thiệt là đẹp trong những cái sản phẩm đó, thì khi mà mình ăn những cái sản phẩm có màu đỏ mà dạng chế biến công nghiệp á, thì mình biết là mình đang ăn cái nitrat đó vô. Thì đối với bệnh nhân ung thư, đặc biệt là bệnh nhân ung thư, thì người ta khuyên là nếu mà tránh được thì tránh luôn, mà nếu mà thèm quá thì ăn ít thôi. Dạ như Cảm vậy cái vấn đề ở đây là liều lượng rồi đúng không? ơn. Mà mình nghĩ cái mức mà bên Mỹ họ đưa ra 500 gram thì nói thật là hơi nhiều đối với người Việt Nam, mà bên mình chưa thấy ai mà ngày nào cũng có 500 gram thịt đỏ như vậy hết.
Lên À, cái đó 500 một gram trong tí một mà. tuần đó anh. À, một tuần đúng không? Dạ dạ Dạ. Cho Phương Anh bổ sung thêm một chút là anh Quý nói 500 gram một tuần là thật ra là không có nhiều đó Việt Nam đâu, tại vì đối với một số ở thành phố Hồ Chí Minh á, theo như Phương Anh biết á, là nếu như mình ăn những cái phần steak á là một một miếng á là khoảng 150 á. Dạ. Dạ. Nói chung là bây giờ là bắt đầu là người Việt Nam mình ăn nhiều thịt hơn so với cách đây 10 năm 20 năm trước. Dạ. Dạ, đến tiếp theo là cái nhóm rau, thì một cái đơn vị nhóm rau á, sẽ quy ước là 80 gram. Thì để cho dễ nhớ á, thì 80 gram này nó sẽ là khoảng 2 phần 3 chén rau luộc. Có nghĩa là các loại rau, rau xào, rau luộc hay rau gì đó thì mình để lên cái chén thì nó khoảng 2 phần 3 chén là nó khoảng là 80 gram. Về rau thì mình cũng nói chung là mình cũng đa dạng các loại rau. Những cái rau mà màu xanh màu đậm như bông cải xanh thì cà chua thì rất là tốt. Cho nên mình cũng không có kiêng cái gì hết. Một cái mà người ta chỉ lo lắng là mình làm sao mình đảm bảo được cái an toàn thực phẩm thôi. Tại vì cũng có một cái câu hỏi là bệnh nhân ung thư có được ăn những cái món như là tăng trưởng nhanh như là giá hay măng được hay không á. Thì thật ra là những cái tài liệu chính thống thì người ta vẫn vẫn không có đề cập đến cái chuyện là những cái món như là giá hay là măng á, nó làm phát triển tế bào ung thư. Người ta chỉ sợ là những cái giá đó, tại vì mình biết là giá thì khi trồng đó thì khi nó không được sạch và nó rất là dễ nhiễm khuẩn, thì người ta chỉ nói là đối với những cái giá là mình phải nên rửa rửa sạch rồi sau đó là mình nấu chín mà không nên ăn sống. Đúng rồi, chị thêm luôn Phương Anh ơi. Thì Dạ. cái này, lời khuyên này cũng áp dụng cho tất, hầu hết các loại thực phẩm mà người bệnh nhân ung thư nên ăn. Nghĩa là tất cả những thực phẩm đó nên được thanh trùng, tiệt trùng hoặc là nấu chín kỹ, chứ hạn chế ăn những cái loại mà chưa nấu. Thì cái đó là nguyên nhân mà người ta khuyên là đừng có ăn giá đổ sống. Nhưng mà nếu mà mình rửa rửa kỹ mà mình nấu chín thì cũng không sao. Đến tiếp theo đó là trái cây, thì một đơn vị trái cây cũng quy ước là 80 gram luôn. Thì một 80 gram này á, thì trái cây ở Việt Nam này mình nó hơi có một cái nhược điểm á, là cái kích thước của mình á, một trái chuối của mình nó chạy quá nhiều cái khối lượng, trái nhỏ, trái vừa, trái to, cho nên là nó cũng hơi khó, cũng làm hoang mang cho bệnh nhân. Thì nó đâu đó nó khoảng là một cái trái chuối vừa vừa của mình thì nó là khoảng 80 gram. Thì ở dưới đây thì Phương Anh có để một cái hình, thì trong cái hình này nó giúp cho mọi người ước ước được khoảng là 80 gram nó bằng trái cây như thế nào. Đối với trái cây thì cũng vậy, mình cũng ăn đa dạng. Nhưng mà hồi nãy thì chị Thục Phương cũng có nói á, là một cái vấn đề ung thư á, là người ta rất sợ là nhiễm trùng từ đường tiêu hóa, từ những cái đồ ăn không an toàn. Cho nên là những cái trái cây nào mà giống như nó có cái vỏ bên ngoài á, ví dụ như trái chuối nè, trái cam nè, trái dưa hấu nè, thì những cái trái đó thì nó sẽ tốt hơn. Đặc biệt là những cái trái nào mà nó cái vỏ bên ngoài mình ăn một lần trái chuối á, thì nó sẽ an toàn hơn là những cái trái như trái nho hay là trái dâu tây. Thì những cái trái đó là mình rất khó trong quá trình mình rửa thì cảm giác như là nó không an toàn. Cho nên là những cái bệnh nhân mà đang trong cái quá trình điều trị mà cái miễn dịch nó đi xuống kém quá đó, thì những cái trái mà mình cảm thấy nó rất khó khăn trong cái việc rửa thì là nho nè, dâu nè, thì cái đó thì mình nên hạn chế. Mình nên chọn những cái trái nào mà nó có cái vỏ bên ngoài, và cái vỏ đó là nó chỉ ăn một lần, như cái chuối là ăn một lần là xong. Chứ còn trái dưa hấu á, thì nó cũng có vỏ cũng tốt nhưng mà nó quá bự, nhiều khi là mình phải cắt ra rồi mình phải bọc bảo quản lại trong tủ lạnh của mình, và tủ lạnh của mình nó không đảm bảo thì đôi khi nó sẽ gây ra những cái nhiễm trùng, nó cũng hay. Dạ, như vậy là mọi người có thể thấy là ngay cả một món ăn thì cái chuyện nên ăn hay không nên ăn nó còn tùy thuộc vào cái thời điểm nữa. Ví dụ như hạ bạch cầu sau hóa trị thì cũng chỉ là trong vòng 5 tới 7 ngày nào đó thôi. Và khi mà sức đề kháng nó trở lại bình thường rồi thì chúng ta lại có thể vẫn ăn như là mọi khi, đúng không? Dạ. Nhưng mà tốt nhất là mình ăn trái gì nó có vỏ mà nó ăn một lần, giống như trái cam, trái chuối là ăn ăn coi như là ăn một lần là xong hết. Chứ mình đừng có trái như dưa hấu á, thì mình cắt ra rồi sau đó mình phải bảo quản lại cái phần còn lại, thì cái phần còn lại mình bảo quản đôi khi mình sẽ bị nhiễm trùng chéo trong tủ lạnh thì nó không hay bằng những cái trái nhỏ Anh nhỏ. rủ không? Anh ơi, gom cái phần rau với trái cây lại, Phương Anh có bình luận về cái việc mà người ta khuyên nên ăn nhiều trái cây với rau nhiều màu không? Thì trái cây với rau thì á, là bên bên Phương Anh thì chỉ cần ăn uống đa dạng thôi. Có nghĩa rằng là người ta không nhất quyết là không có nhất thiết là mình chọn cái này cái kia, mình chỉ ăn đa dạng. Hôm nay ăn chuối, ngày mai ăn xoài, mốt ăn dưa hấu. Đó, mình ăn đa dạng vậy thôi. Cảm ơn Phương Anh.
Không biết là bên 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 thực phẩm của chị Thục Phương thì người ta nên khuyến cáo như thế nào? Thì thật ra các loại thực phẩm các màu khác nhau thì nó sẽ có chứa những cái nhóm chất tự nhiên mà nó có lợi, nó có tác dụng khác nhau. Thì lý tưởng nhất là mình mỗi bữa mình đều ăn 5 màu, 7 màu, nhiều màu có thể. Nhưng mà thật ra cái chuyện đó nó khó lắm. Cho nên là nếu mà trong một tuần á, mà mình ăn được nhiều màu mà đa dạng như Phương Anh nói là được rồi. Chứ còn mỗi bữa mà ăn cơm hết 5 màu thì nấu hơi cực. Dạ. Mình vẫn còn nhớ cái chia sẻ của Phương năm ngoái đó, tức là người Việt mình có cái thói quen là ăn cái gì ăn màu à, kiểu nguyên bỏ ra muỗng về sao cho cả nhà ăn, hoặc là nấu nguyên nồi canh. Trong cái đó nước ngoài thường thường họ có cái xu hướng là sao rất là nhiều màu cùng lần với nhau, trái cây thì cùng ăn nhiều màu cùng lần, thì thứ nhất là nó vừa đảm bảo cái sự cân bằng đa dạng và về 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 mặt dinh dưỡng vitamin, và nó cũng giảm cái nguy cơ bị ngộ độc đúng không? Tức là một người à, quý xin giới thiệu với quý khán thính giả là có chị Tuyết Phạm đã từng tham gia với chúng ta ở trong cái chủ đề vận động trong ung thư, thì chị Tuyết cùng dành thời gian online hôm nay, hy vọng là sẽ nghe chị chia sẻ một vài kinh nghiệm, bởi vì chị cũng là một cái chiến binh ca đã vượt qua rất là nhiều khó khăn để đi làm lại, và thực sự là thấu hiểu cái nỗi những cái khó khăn thực tế của bệnh nhân. Em cho chị tí. Dạ, chào chị. Alo. Dạ, xin chào mọi người. Dạ, có nghe không ạ? Chào Dạ, nghe. nghe rõ. Dạ. Thì thật sự ra đó là nếu mà nói nãy giờ thì trước đó thì Tuyết cũng có tìm hiểu khi Tuyết bệnh thì Tuyết cũng tìm hiểu rằng là sẽ nên ăn như thế nào, tránh ăn cái gì. Nhưng thật sự khi vào trận chiến chỉ có người bệnh mới hiểu là họ sẽ như thế nào. Thì thật sự ra cái khi mà Tuyết bắt đầu vô cái hóa trị thì cảm giác đầu tiên là mất cái vị giác, và có thể nói là ăn là một cực hình. Thành ra là cái lúc đó trong đầu Tuyết thì lúc nào cũng vang lên cái lời khuyên là ăn cho tế bào lành, ăn cho tế bào lành và ăn để sống. Bởi vì cái cảm giác mà không ăn được, nó mình thấy đồ ăn là sợ rồi, chứ thật sự lúc đó mà phân tích là phải ăn đủ, ăn như thế nào là bất khả thi đối với những bệnh nhân. Ngày xưa mình đã khuyên bệnh nhân, nhưng mà bây giờ mình trong cái tư thế bệnh nhân thì mình không làm được. Và cái lời khuyên của mình sau này đối với bệnh nhân là vô khi mà vào đợt hóa trị, thèm gì ăn được gì cứ ăn, rồi sau đó qua những cái đợt bắt đầu bình ổn đi rồi mới tính tới chế độ ăn như là bác sĩ Phương Anh có trình bày. Chứ thật sự ra khi đó là chỉ ăn để mà vượt qua được cái toan hóa trị đó, chứ không thể nào theo cái phương cách đó được. Đó là cái kinh nghiệm riêng của Tiết. Còn sau thì sau đó thì sau cái thời gian tiếp cô tất cả những cái đợt hóa trị thì cái người vẫn còn, nó vẫn còn tích nước rất là nhiều, thì bắt đầu chuyển qua cái chế độ ăn là nhiều rau, thật sự là nhiều rau, vì bắt đầu nó qua nó sẽ dễ bị bón, rất dễ bị bón, và cũng thay đổi trái cây, thay đổi luân phiên, chứ cũng không có theo cái thật sự là không theo nguyên tắc gì. Thứ nhất là để ngon miệng, và cũng tránh những cái thực phẩm lên men, thực phẩm như là xúc xích này, hoặc là thịt nguội là hầu như là không có dùng nữa. Thì cái đó Cảm là ơn chị. Phải nói theo cái ngôn ngữ tin của bây giờ là ơn trời cầu đây rồi đấy, tại vì thật sự thật rất sự là tình nếu mà nói nguyên tắc là chúng ta nên tránh cái này, nên tránh cái kia, nhưng thật sự nếu mà để mà nói tới bây giờ, thật sự để tiếp khuyên bệnh nhân cái thời gian hóa trị, bạn ăn cái gì bạn có thể cảm giác ăn được. Ngay như Tuyết khi mà cái lúc mà cái to hai cái đầu tiên thì về cái về đến nhà Tuyết mới bị mất vị giác. Ta thứ hai khi mà bắt đầu đi vô thuốc Tuyết rồi cái lưỡi Tuyết nói may quá còn còn có thể ăn được. Thế là Tuyết nhờ ông xã Tuyết chở đi ăn liền, và sau khi ăn rồi không biết được cái gì mình ăn cái gì luôn, trong miệng nó không có cảm giác gì hết, không một ai hiểu được cảm giác đó đâu, nó khủng khiếp lắm. Nhưng mà Tuyết vẫn cứ phải ăn, Tuyết chia nhỏ ra chứ không ăn một nhiều một lần.
cái người đó thực sự nó không phải là ăn cái đồ bổ mà nó mập lên đâu. Đối với những bệnh nhân hóa trị, mập là do ít nước. Yeah. Chứ họ không cố gắng mà họ... tức là cái ý của em ơn trời cầu đây rồi đấy, có nghĩa là cái sự tình cờ mà nói thật là có duyên, tại vì mình cũng không biết là chị Tuyết có cái vấn đề về vị giác, rối loạn vị giác trong khi điều trị như vậy. Nhưng mà tình cờ là cái phần 2 của cái chương trình ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói dành khoảng chừng 15-20 phút để nói về cái vấn đề rối loạn vị giác và làm thế nào để xử trí nó trong cái cuộc sống hàng ngày. Cái một cái duyên thứ hai đó là thực ra những cái điều mà chị Tuyết chia sẻ là bác sĩ bên Nhật cũng nói y chang như vậy. Tức là đương nhiên mình vẫn nói là nên ăn cân bằng, nhưng mà chúng tôi, cái bác sĩ bên Nhật á, là không bao giờ mà nói lý thuyết đến cái mức mà làm cho bệnh nhân bị stress hết á. Tức là mọi người đừng có căng thẳng quá với cái chuyện là phải ăn thế này thế nọ. Mình biết cái lúc, đúng cái lúc, ví dụ sau hóa trị hoặc là sau xạ thì sẽ có một cái khoảng thời gian đó là thời gian khó khăn. Mình làm gọi là lên tinh thần cho bệnh nhân. Đây là cái thời gian chiến tranh. À, phải cố gắng, có gì ăn nấy thì thôi, và sau đó thì nói mọi chuyện là sẽ bình ổn trở lại. Thì khi mà bệnh nhân có được cái, hiểu được cái phương hướng, cái mục tiêu cũng như là cái tương lai của mình là nó sẽ qua, thì bệnh nhân sẽ có cái tâm thể tốt hơn. Chứ họ không phải là từ ngày nào nói là tôi phải ăn chừng này mà tôi không ăn được là tôi sẽ bị thế này thế kia. Thành ra là cái chia sẻ của chị Tuyết em rất là cảm ơn, tại vì chị đã nói đúng cái tình trạng thực sự của bệnh nhân. Mình có thể quay lại cái slide của bác sĩ Phương Anh không ạ? Dạ. Dạ, chào anh Quý. À, thì đúng như chị Tuyết nói á, là trong cái giai đoạn hóa trị á, thì bệnh nhân rất là khó ăn. Thì cái lúc này bệnh nhân ăn được gì thì cứ ăn. Thì chúng ta cũng sẽ không đến mức là quá chi li cầu kỳ như là ở cái slide Phương Anh chia sẻ. À, nó sẽ tùy ung thư mình, nó có rất là nhiều cái giai đoạn, và tùy cái giai đoạn. Thì khi nào mình cảm thấy là mình ổn định thì mình có thể quay lại những chế độ ăn này. Nói chung là càng sớm càng tốt, và tốt nhất trước khi mà mình bắt đầu một cái cuộc chiến ấy, thì mình nên phải có một tình trạng dinh dưỡng tốt. Dạ, rồi cái đến tiếp theo là đến là cái nhóm sữa, là một đơn vị sữa thì người ta sẽ quy ước là 100 ml sữa nước, thì là nó khoảng là một cái hộp sữa Vinamilk nhỏ. Thì ở Việt Nam thì sữa Vinamilk nó cũng tương đối nó phổ biến, thì nó có hai cái hộp, một cái hộp lớn là 180, một cái hộp nhỏ là 110. Thì Phương Anh nói là để mọi người có thể hình dung được cái khối lượng á. À, hoặc là 100 g sữa chua thì là khoảng là một cái, cũng là một cái hộp sữa chua của Vinamilk hoặc là TH thì nó cũng có khối lượng là khoảng 100 g, hoặc là 15 g phô mai thì là một miếng phô mai con mò cười. Thì là đối với một ngày thì một người trưởng thành nó khoảng cần 3 đơn vị sữa. À, cái tiếp theo nữa là đối với bệnh nhân ung thư á, thì nó có một cái loại là sữa dành cho bệnh nhân ung thư. Ở đây sữa này là gì và nó khác gì so với những cái loại sữa tươi thông thường khác? Thì những cái loại sữa này á, là những cái sữa cao năng lượng. Thì làm sao mình biết sữa cao năng lượng? Thì khi mình nhìn cái hộp sữa á, mình coi cái bảng thành phần dinh dưỡng, mình thấy là nó lớn hơn 1 kcal trên 1 ml là những cái sữa cao năng lượng. À, những cái sữa này nó giàu protein và nó bổ sung những cái dưỡng chất và cho cái nhu cầu cho bệnh ung thư. À, cái thứ hai nữa là nó dinh dưỡng cân đối, cho nên là nó thường là nó dùng thay thế bữa ăn khi bệnh nhân ăn không có đạt cái nhu cầu. Thì chúng ta biết mà khi chúng ta bị bệnh á, thì chúng ta có một cái xu hướng là chuyển sang ăn lỏng. Ví dụ như là bình thường mình ăn cơm, nhưng khi mình bệnh thì mình thường ăn cháo. Thì mình ăn lỏng nó sẽ dễ dung nạp hơn trong lúc mình bệnh. À, mà cái đặc điểm của thức ăn lỏng á, thì cái đậm độ năng lượng nó sẽ thấp. Ví dụ như là cháo thì cùng là một chén cháo thì cái đậm độ năng lượng nó sẽ thấp hơn so với cơm. Nhưng mà cháo trong lúc bệnh thì nó lại dễ nuốt hơn so với cơm. À, cho vậy những cái loại sữa này nó là một cái thực phẩm bổ sung rất là tốt. À, khi mà bệnh nhân mà ăn không có đạt được cái nhu cầu của mình thì cái lúc đó là bệnh nhân uống một phần sữa có thể nó cũng thay được một phần của bữa cơm. À, do nó là cái sữa mà cao năng lượng cho nên là một đơn vị sữa ung thư thì nó cũng sẽ cung cấp thêm là một đơn vị nhóm ngũ cốc. À, nãy giờ Phương Anh đã lượt qua cái các nhóm thực phẩm thì như vậy thì mọi người sẽ hỏi là như vậy thì tôi sẽ xây dựng chế độ ăn như thế nào. Xây dựng cái số đơn vị theo từng chuyển đổi thì nó sẽ phụ thuộc vào từng cái mức năng lượng. Thì hồi nãy Phương Anh chiếu ở đây lại là cái nhu cầu năng lượng của một bệnh nhân ung thư thì nó đâu đó khoảng từ 30 đến 35 kcal bạc ký. À, mình ví dụ như là một người 60 kg đi thì cái nhu cầu nó sẽ là 60 nhân 30 là khoảng 1.800. Thì mình nhìn vô khoảng như đây thì là 1.800, thì
Vậy thì mọi người sẽ hỏi là như vậy thì tôi sẽ xem alo. Alo. À, hình như là nãy em nghe chị Tuyết nói nhưng mà em lại không có nghe rõ. À, chị biết mình nói gì là gì? Dạ, nghe được không ạ? Dạ được. Dạ em nghe. Chị có bổ sung gì không chị? Dạ thì thật sự ra là cái lúc mà nói nếu mà cái khẩu phần dinh dưỡng mà với lại người ta sẽ thường sợ là kiêng những cái thực phẩm gì mà nó có thể đối với bệnh nhân thì người ta hay hỏi là nho. Nho trong cái đợt hóa trị thì có bác sĩ nói là nên ăn và có bác sĩ nói không nên ăn, thì không biết là bác sĩ Phương Anh có giải thích được cho bệnh nhân không ạ? Dạ, đối với bệnh nhân ung thư á, thì thực tế là nói là người ta không có kiêng bất kỳ một thực phẩm nào hết. Nhưng mà trong cái lúc hóa trị cũng như là những cái phương pháp điều trị khác á, nó có thể làm giảm cái số lượng bạch cầu, làm giảm đi cái chức năng hệ miễn dịch của mình. Sở dĩ một số bác sĩ khuyên không có nên ăn á, bởi vì người ta nho nó rất là rửa, nó không có đảm bảo được cái vệ sinh á, mình ăn trực tiếp á, cho nên cái vấn đề sợ là sợ cái vấn đề vệ sinh. Vậy còn thì cái chế độ ăn như thế nào để có thể tăng bạch cầu, vì cái tình trạng mà cục bạch cầu trong khi mà hóa trị rất là nhiều. À, thì À, có lẽ trong cái lúc lát nữa mình sẽ đi về cái câu hỏi cụ thể đó sau ha. Không biết để bác sĩ Phương Anh nói hết cái slide này để cho mọi người nắm cái cách tính dạ một dạ ngày lại. à, em có cái ý này chút xíu. Phương Anh nói liên quan tới nho ấy, thì trong hướng dẫn ấy, thì có một số hướng dẫn họ là đề nghị không ăn nho, chắc là tại vì cái thành phần chống oxy hóa trong nho nó cao đó anh, thì nó có thể làm cho tương tác với thuốc hoặc nó giảm cái hiệu quả điều trị, thì có khả năng đó nên có thể là người ta sẽ đề nghị tránh một số cái loại rau quả trái cây mà chứa nhiều chất chống oxy hóa. À, có thể là đó là nhiều cái mục anh nghĩ là cái đó vẫn còn theo kiểu ý kiến chuyên gia thôi, chứ nó chưa phải là một cái gì đó có Dạ bằng đúng chứng rồi. rất là mạnh để mà khuyên bệnh nhân là nên 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 tránh hết. Nhưng ở Nhật này thì anh thấy là họ không có khuyên như vậy nữa. Thì ở Việt Nam là tại vì cái nho nó thường thấy nó có vẻ không đảm bảo, thứ hai là nhiều khi cái loại nho nhiều khi cảm thấy nhiều khi hàng Trung Quốc hoặc là thuốc á, người ta nho bản thân cái nho nó cái giữ độ tươi trong thời gian rất là ngắn, cho nên là nhiều khi là có thể là người ta bảo quản bằng thuốc để giữ cái độ tươi, cho nên người ta sợ là sợ những cái vấn đề đó. À, anh chỉ xin bổ sung một cái nữa, tức là trong cái slide của em là có ghi cái sữa cho bệnh nhân ung thư đó, thì cái đó là cũng là một cái có thể gây hiểu lầm cho cộng đồng, bởi vì rất là nhiều đơn vị người ta bán sữa, thực ra cái sữa này có thể là sữa cho người già hay gì đó thôi, tức là không phải là đặc hiệu cho bệnh nhân ung thư, nhưng mà người ta lại cố gắng là gạn cái chữ ung thư đó vào để người ta bán dễ hơn. Mặc dù như tình hình ở Nhật á, thì là có một số cái loại sữa là bác sĩ có thể kê đơn được luôn á, nhưng mà cái vấn đề của nó khi mà mình kê cho bệnh nhân thì là họ sẽ gặp vấn đề vì nó ngọt quá. Thì như Phương Anh nói là vì những cái sữa này là sữa cao năng lượng, thành ra là cái nồng độ đường ở trong đó cũng rất là cao, cho nên là nhiều bệnh nhân họ gặp vấn đề về vị giác thì họ hơi khó uống. Thì có thể là sẽ có một cái buổi mình sẽ chia sẻ thêm về cái cách dùng những cái sữa này thế nào cho nó tiện nhất. Em không hiểu ý anh Quý lắm, tại vì ở những cái loại sữa này là nó cũng được sản xuất theo cái dựa trên cái nhu cầu dinh dưỡng nhân ung thư anh Quý, cho nên là trên cái lon sữa nó cũng nói luôn á, đây là cái sản phẩm dinh dưỡng y học dành cho bệnh nhân ung thư, chứ nó cũng không phải là cái này là sữa dành cho người già đấy qua. Không, tại vì bên Nhật thì cũng cũng là cái hàng đó mà người thầy bạn bạn về đài trai hơn, tức là những người có vấn đề về dinh dưỡng là vẫn có thể xài được hết, không nhất thiết phải là ung thư. Dạ thì cho bên cái sữa, cái dòng sữa mà cao năng lượng thì nó cũng có nhiều cái loại, ví dụ như là sữa dành riêng cho người già thì cái đó là nó thiết kế dựa trên nhu cầu dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi, còn cái này là nó thiết kế là dựa trên cái nhu cầu dinh dưỡng bệnh nhân ung thư, cho nên khi mà mình so sánh ví dụ như là Phương Anh nói đơn giản là Rosu với Ensure là cùng là một hãng Abbott giống nhau ha, thì cái thằng Ensure thì nó chủ yếu là trên cho người bệnh nhân là lớn tuổi,
Còn cái rosuvastatin thì nó chủ yếu là cho những ung thư, cho nên nó có một cái số chất dinh dưỡng nó đậm độ, nó năng lượng nó cao hơn, nó phù hợp với cái nhu cầu ung thư hơn. Anh hiểu rồi, cảm ơn em. Dạ, thí dụ như giờ nếu vậy họ có thể uống một cái những cái loại sữa khác mà phù hợp với họ không? Có thể là sữa hạt hoặc là những cái loại sữa nào mà họ cảm thấy mà nó vừa khẩu vị để mà uống không? Ví dụ như là đủ dinh dưỡng. Thứ nhất là đối với trong cái quá trình như hồi nãy chị Tuyết nói á, thì trong cái quá trình mà mình hóa trị mình mất vị giác thì lúc đó là lúc đó mình uống được gì, ăn được gì mà mình cảm thấy mình ăn uống ngon miệng ăn được là mình cứ ăn, mình cũng không nhất thiết tính toán trong cái giai đoạn đó. Còn khi mà mình cái trở về cái vị giác mình là tương đối bình thường á, mình bắt đầu mình quay sang chế độ ăn mà nó cân bằng lại cho nó tốt hơn á, thì những cái loại sữa khác thì uống được, như là sữa nào mình dùng cũng được hết. Ví dụ như là mình cảm thấy rằng mình dùng cái sữa tươi thì mình cảm thấy mình dễ uống hơn so với dùng những cái dòng sữa đặc trị, thì đặc trị là sữa cao năng lượng cho nên là nó rất là ngọt, nó béo hay nó sao nó dễ ngấy á. Thì những cái sữa này nó cao năng lượng, nó lợi điểm gì so với lợi điểm giữa cái sữa ung thư và sữa bình thường, nó khác nhau cái gì? Thì sữa ung thư á thì nó cao năng lượng hơn. Nếu như một người mà mình ăn uống rất là kém, một lần ăn rất là ít, thì có thể mình uống sữa này thì mình đạt được cái nhiều năng lượng hơn. Còn nếu như bệnh nhân ung thư mà ăn uống được thì cái lúc đó thì mình cũng không nhất thiết là mình sẽ dùng những cái dòng sản phẩm này, mà mình có thể mình dòng uống sữa tươi bình thường cũng được. Những cái dòng này chủ yếu là nó thiết kế dựa trên là những cái người mà ăn uống không có đạt, thì cho nên là người ta làm sao mà để cho bệnh nhân ăn ít nhưng mà cái năng lượng calo nạp vào nó cao hơn. Anh bổ sung cái tình hình ở Nhật á, tức là ngược lại bên Nhật đây là không có cái dòng sữa ProSure mà chỉ dùng Ensure thôi, và người ta cũng nói đây là cái sữa dành cho cả bệnh nhân ung thư là người già đấy em. Thành ra là có gì có thể là mình sẽ nói sâu với cái này hơn ha. Nhưng mà nhìn chung là như em nói đó, tức là mọi người phải chú ý tới cái thành phần ghi trên cái lon sữa đó và thực sự xem nó có áp dụng được cho mình hay không, mình có thực sự cần nó hay không. Thì đó cũng là một phần trong cái gọi là hiểu biết về y tế, đó là cách đọc cái nhãn sữa hoặc là cách đọc cái nhãn thực phẩm. Dạ, Phương Anh cũng bổ sung thêm một cái ý nữa là không nhất thiết là mình ung thư là mình sẽ uống những cái sữa ung thư, bởi vì nhiều khi mình uống không được. Không được. Dạ. Thì đó, thì có nghĩa rằng là thứ nhất là mình đang trong cái giai đoạn mà giảm khẩu vị, mình uống không được thì mình uống cái sữa gì cũng được, miễn là mình ăn uống được cái đã. Còn quay trở lại cái vấn đề là sữa hạt, có rất là nhiều người hỏi là sữa hạt có thay thế được sữa bò hay không. Thì trong cái hướng dẫn dinh dưỡng của Mỹ á, thì người ta nói rằng là sữa hạt á, người ta chỉ nói là sữa đậu nành thôi. Sữa đậu nành mà có bổ sung canxi và vitamin A thì mới được tương đương là sữa bò. Còn những cái loại sữa hạt khác, ví dụ như là sữa hạt hạnh nhân, sữa hạt óc chó, sữa đậu xanh, đậu phộng vân vân á, thì nó không cho là một tương đương là sữa bò, mà nó xem giống như là một cái thực phẩm dầu đạm vậy đó. Mình có thể đi tiếp cái slide tiếp theo không em? Dạ rồi. Thì hồi nãy mình quay lại cái slide này một chút. Ví dụ như là mình có một cái người nặng 60 kg, thì cái nhu cầu người này sẽ là 60 x 30, là 1800 calo. Thì mình sẽ nhìn vô cái bảng dưới đây ha. Thì 1800 calo, thì như vậy là một người ngày người này cần 8 đơn vị ngũ cốc. Thì 8 đơn vị ngũ cốc thì một đơn vị của mình là khoảng là nửa chén cơm. Như vậy là một người là một ngày là khoảng ăn cần 4 chén cơm. 1800 calo, thì 4 chén cơm, thịt cá một đơn vị là 8 đơn vị, một đơn vị là 35 gram thịt. Như vậy là một ngày người này là khoảng là 208 gram thịt hoặc là cá. Đó. Rồi rau một đơn vị là 240 một đơn vị là 80 gram, thì một người ngày người này thì cần 240 gram rau, 240 gram trái cây, 300 ml sữa. Thì cái đó là cái nhu cầu ước của một người khoảng 1800 calo để người ta biết rằng người ta một người có cái cân nặng là 60 kg, người ta bị ung thư thì người ta cần ăn cái gì và ăn bao nhiêu, thì nó khoảng ước như vậy. Thì dưới đây thì Phương Anh có làm một cái thực đơn mẫu 1800 calo. Thì cái này nó cũng hơi chi tiết một chút, thì nếu mình có thời gian thì mình có thể mình ngồi mình coi kỹ hơn. Thì tổng một ngày là mình sẽ có các nhóm với các số đơn vị như sau, rồi cái sau đó mình chia ra từng buổi. Thì bệnh nhân ung thư thì người ta khuyên á, là mình nên ăn các bữa nhỏ, từ 5 đến 6 cái bữa nhỏ. Thì nó sẽ dễ dung nạp hơn.
thì mình phải chia nó ra, mình phân phối cái này á, là tùy mình, tùy vào thói quen ăn uống của mình. Ví dụ như là mình cảm thấy mình thường ăn được vào buổi sáng thì mình sẽ cho ăn buổi sáng nhiều hơn một chút. Đến cái buổi trưa, buổi chiều gì đó mình cảm thấy đây là cái giờ mình hay bị mệt ăn ít, thì mình sẽ cố gắng ăn ở những cái buổi nào mình cảm thấy dễ chịu, mình chia nhau ra. Ví dụ như đây là cái thực đơn mẫu ha, trong cái này là Phương Anh cũng có làm lại, là mình buổi sáng là mình gồm ăn những gì. Đây ví dụ như là buổi sáng dựa trên cái bảng phân phối hồi nãy, thì buổi sáng là mình ăn phở gà nè, rồi giá ha, giá thì mình cũng có trụng chín, rồi trứng cút, rồi đến hủ tiếu, thì mình có thể là uống những cái dòng sữa này. Rồi đến buổi trưa thì mình ăn khoảng bao nhiêu đây, đến buổi xế, rồi đến buổi chiều, rồi buổi tối. Thì đối với bệnh nhân ung thư thì nhiều khi người ta cũng hơi khó ăn, cho nên những cái loại mà để làm sao mà tăng được lên á, những cái loại sinh tố làm từ sữa chua, trái cây, với lại bỏ thêm các loại hạt mà giàu năng lượng như là hạnh nhân, hạt điều á, thì nó làm cho bệnh nhân nó cũng dễ chấp nhận được và nó tăng được cái calo hơn. Thì Phương Anh cũng có làm thử cái món này, Phương Anh cảm thấy rất là dễ uống và nó cũng dễ dễ uống, mà nó sẽ giúp cho bệnh nhân nó có thêm cái calo mà nó cũng không có bị quá ngấy. Dạ, cái phần trình bày của Phương Anh về cái hướng dẫn chế độ ăn uống thì đến đây là hết. Thì không biết là anh Quý với lại mọi người có gì thắc mắc thêm không ạ? Dạ, cảm ơn em. Anh nghĩ là cái này có thể là hơi khó đối với những cái người mà trước giờ cứ ăn đại đại đại, không có khe gì, không có quan tâm lắm tới cái thành phần dinh dưỡng ấy. Đấy, thì anh chỉ Dạ. có câu hỏi, tức là ở Việt Nam mình thì có một cái cuốn sách nào hoặc là thậm chí có một cái chương trình nào để có giúp bệnh nhân có thể tra cứu được, à, ví dụ tôi ăn một tô phở thì nó sẽ có những cái thành phần dinh dưỡng nào, rồi calo bao nhiêu như vậy để tính đại khái được không? Còn ngồi mà tính cái này chắc là ỏi quá. Dạ thì hiện tại thì Phương Anh cũng có xây dựng một cái phần mềm. Cái phần mềm nó tên là nudi.vn, không biết là chia sẻ đây luôn hay là đợi chị Thục Phương. Anh chia sẻ đây luôn được em. À, rồi Bây rồi. giờ Thì là mình sẽ chú ý với mọi người là bác sĩ Phương Anh nói một ví dụ nhu cầu dinh dưỡng là 1.800 chẳng hạn như vậy, nhưng mà nó sẽ thay đổi tùy theo cái tình huống của mình. Ví dụ sau mổ thì nó khác, ví dụ bệnh nhân ung thư mà cộng với một cái bệnh suy tim hoặc là bệnh COPD về phổi chẳng hạn thì cái nhu cầu dinh dưỡng nó lại khác. Cho nên là cái này là phải cần cá nhân hóa rất là kỹ. Và cái buổi chia sẻ ngày hôm nay mình chỉ muốn gửi mọi người cái thông điệp đó và giới thiệu cho mọi người một một số cái link website, những cái bài viết tốt để mà mọi người đọc thêm, và kèm thêm một cái chương trình tính toán để cho những người nào mà có sự quan tâm sâu hơn và muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể sẽ tương tác ở trên nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, cũng như là hỏi thêm bác sĩ Phương Anh về cách làm trực tiếp ha. Còn bây giờ mọi người xem cái màn hình mà Phương Anh chia sẻ đấy. Dạ. Thì mình sẽ gõ vào cái từ khóa là nudi.vn. Wow, cái này lên được trên đầu luôn hả? Khi chắc là tại vì em làm nhiều quá. Thì vô cái phần mềm này á, cái phần mềm này là cái phần mềm giúp cho mình là tra cứu được cái thành phần dinh dưỡng của món ăn. Thì cái phần mà ở đây, cái dấu mà ba ba cái dấu gạch ngang này nè là cái thanh menu. Thì trong thanh menu này nó sẽ hiện ra những cái tính năng của cái phần mềm, thì nó gồm tính năng tra cứu là đây. Về Phương Anh ví dụ như là Phương Anh muốn tra cứu là bánh canh, thì Phương Anh chỉ cần là gõ cái từ là bánh canh, gõ từ bánh canh giống như mình lên Google mình tìm thì nó sẽ hiện ra. Thì ở đây mình có đến bốn cái mục, lần cái mục món ăn là mục thực phẩm, là mục sữa, mục cộng đồng. Thì mình có thể click qua những cái mục khác để mình coi như thế nào. Thì mình qua sữa thì không có, là mới cộng đồng, rồi đến món ăn. Thì ở đây nó hiện cho mình hai cái ấy, là ví dụ như bánh canh giò heo, bánh canh cua. Thì giả sử như mình ăn bánh canh cua, bánh canh giò heo đi, thì ở trên đây nó sẽ là cái màn hình thể hiện cái tô thực tế, nó bao gồm bánh canh bao nhiêu đây, giò heo bao nhiêu đây và các lượng rau như đây. Ở dưới đây là khối lượng của từng nguyên liệu, ví dụ như là giá đậu xanh đi là 25 gram. Thì nếu như ngày hôm nay mình không ăn giá thì mình có thể đổi được làm đánh 0 gram, hoặc là mình chỉ ăn có 1/2 cái lượng này thôi á, thì mình sẽ đánh là 1/2. Hồi nãy là người ta cho mình cái giá như đây là 25 gram, mà mình ăn chừng nửa thì mình đánh là mình khoảng 12 gram. Thì khi mà mình đánh lại cái khối lượng của mình á,
thì những cái năng lượng logic protein lipid này nó thay đổi, thì cái thông tin này nó sẽ cá thể của mình. Ví dụ như giò heo đi, là hai cục giò heo nó nhiều quá, thì có thể là mình hôm nay mình ăn cũng một miếng giò heo thôi, thì mình sẽ tự động mình chia làm đôi là 50 chẳng hạn. Thì cái lúc đó là nó cũng sẽ năng lượng là glucid protein lipid nó cũng thay đổi theo cái 50 gram nữa. Thì sau khi mà mình đã đánh cái này xong thì mình sẽ nhấn nút lưu. Thì cái thông tin lưu này nó sẽ lưu ở cái mục nhật ký. Chút xíu nữa Phương Anh sẽ chia sẻ. Thì ở đây để tìm kiếm ra nhanh á, thì mọi người chỉ cần gõ cái từ khóa thôi. Ví dụ như Phương Anh gõ từ khóa là Vinamilk ha, thông đường. Rồi. Thì mình cứ vô ở những cái mục này thì nó sẽ hiện. Ví dụ như đây là cái sữa chua Vinamilk ăn không đường. Thì khác với lại cái mục bên món ăn á, thì nó sẽ hiện luôn cái khối lượng. Còn cái mục bên thực phẩm á, thì nó chỉ cho mình biết là cái hũ này có khối lượng là khoảng 100 gram. Vậy thì mình ăn bao nhiêu của cái hũ này? Ví dụ như mình ăn chỉ có nửa hũ này thôi, thì mình sẽ gõ vô là 50 gram. Thì nó sẽ hiện cho mình cái năng lượng đó. Rồi mình nhấn nút lưu. Thì cái thông tin này nó cũng sẽ hiện ở cái mục nhật ký. Thì mình lại đến cái chỗ cái phần 3 gạch đây. Đây đến mục nhật ký. Thì nãy giờ mình ăn cái gì, mình nhấn nút lưu thì nó sẽ hiện cho mình. Thì lúc đó mình sẽ biết được là cái năng lượng mình ăn là bao nhiêu. Ở đây. Rồi trong cái mục nhật ký này, nó có thể mình xem lại những cái ngày hôm qua, ngày hôm kia mình click vô chỗ này. Mình coi lại, ví dụ mình coi lại ngày hôm qua là ngày 25. Mình coi lại là mình coi ngày hôm qua mình ăn như thế nào. Cái mục biết nhật ký dinh dưỡng này nó rất là quan trọng để cho mình biết được rằng là cái khả năng ăn uống của mình nó như thế nào qua cái thời gian. Rồi mình sẽ quay lại cái ngày hôm nay của mình. Thì ngày hôm nay thì mình ăn được dường như ngày nay là thứ 7, ngày 26. Thì là ở đây là mình đã nhập vô được là bao nhiêu. Vậy thì nãy giờ mình nhập vô được là mình ăn được 306 calo. Thì theo cái kinh nghiệm của Phương Anh á, thì bệnh nhân nên ăn cái nào thì viết nhật ký cái đó. Thế là khi mình ăn cái gì thì mình sẽ viết lại để làm cái gì. Thứ nhất á, là mình sẽ theo dõi sát được cái nhu cầu của mình. Ví dụ nhu cầu của mình là 1.800. Nếu như mình đợi đến tối, nhiều khi 10 giờ mình mới viết á, thì khi mình viết, thứ nhất là mình sẽ bị quên. Cái thứ hai á, lúc 10 giờ mình viết á, mình viết nó kết quả là mình ăn mới có 1.000. Thì cái lúc đó là mình còn thiếu đến 800 lận, là mình cũng không còn đủ thời gian để mình nạp thêm năng lượng nữa. Thì mình nên ăn cái đến đâu mình viết đến đó. Cái thứ hai là mình sẽ chia cái mục tiêu mình ra. Ví dụ như cái nhu cầu mình là 1.800, thì mình chia cái mục tiêu ra thành trước ba cái bữa lớn. Có nghĩa là mình nên đạt 600 calo trước cái buổi trưa. Rồi mình nên đạt 1.200 trước cái buổi ăn chiều. Và trước khi đi ngủ mình nên 1.800. Thì mình, vậy thì mình sẽ có cái khoảng thời gian. Ví dụ như buổi sáng mình lỡ ăn ít quá, thì mình biết rằng là mình ăn không đủ. So với cái 600 sau buổi sáng thì mình nên ăn, có kế hoạch ăn bù vào những cái buổi còn lại. Thì mình biết đến ăn nên ăn cái gì thì biết đến cái đó, thì nhất là tránh quên. Cái thứ hai là mình chia nhỏ mục tiêu để mà mình có cái thời gian để mình đạt được cái năng lượng tốt hơn. Dạ, cảm ơn những cái chia sẻ của anh và cả những cái tip để mà có thể đạt được cái đầy đủ trong một ngày. Chị Tuyết có anh Quý ơi. Dạ. Em bổ sung thêm là em muốn có cái góc nhìn khác nữa để cái xài nu đi ấy. Tại vì như kiểu em đi là em bận tới mức nhiều khi em cũng không có thời gian ăn, cho nên cái việc mà mình ghi nhật ký lại á, thì nó hơi khó khăn. Thì một cách sử dụng nu đi em thấy cũng tốt, đó là mình chuẩn bị bữa ăn trước, nghĩa là nếu mà cuối tuần rảnh thì mình lên kế hoạch cho bữa ăn, mình nói bữa này mình ăn cái này thì mình tính ra lượng dinh dưỡng nó, rồi sau đó mình trong tuần thì mình ăn theo. Thì cái đó cũng là một cách khác để sử dụng nu đi, mặc dù cái cách lý tưởng hơn là theo như anh nói. Dạ, anh nghĩ cái này là giúp cho anh một cái ước lượng rất là tốt thôi, đúng không? Thế còn có thể sẽ gọi như người bắt bè là thịt heo như vậy có đúng cái hàm lượng bên này không? Bởi vì những cái sản phẩm trên thị trường nhiều khi cái hàm lượng dinh dưỡng nó còn có thể khác nhau nữa. Nếu kể là ví dụ khi mà em áp dụng cho bệnh nhân hoặc là cho trẻ em chẳng hạn, thì cái câu chuyện nó như thế nào, nhất là ăn xong rồi trẻ em nó buồn nôn ra chẳng hạn như thế, thì có thể là nó phức tạp hơn, nhưng mà ít ra là mọi người sẽ có một cái công cụ để mà theo dõi, nhắc nhở mình, và mình nghĩ là rất là thích hợp cho những cái người mà quan tâm tới dinh dưỡng nhiều và họ muốn làm một cái gì đó lên kế hoạch cụ thể. Cái nu đi này theo quý biết là bác sĩ Phương Anh kết hợp với một nhóm bạn làm với IT
cũng như là một số bạn ở trong bộ môn làm đúng không? Dạ không, em làm việc với lại một bạn IT riêng. Dạ, thì cái thông tin mà mình gọi là cái dữ liệu cơ sở dữ liệu á là có cần phải 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 cập nhật nữa không? Tại vì Dạ. ví dụ nếu nếu như mọi người trong cộng đồng mà có thể hỗ trợ Phương Anh làm cho cái chương trình này nó tốt hơn bằng cách là báo lại cái hiệu quả sử dụng, hoặc là cái mọi người thấy có cái món nào đó mà chưa có trong cái database thì có thể báo cho Phương Anh chẳng hạn. Dạ. À, thì cái Nudi này á, cái kho thư viện món ăn là kho thư viện mở, có nghĩa rằng là Phương Anh cũng cập nhật thường xuyên hàng tuần. Và Phương Anh cũng hiện tại thì Phương Anh là người 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 thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là mình cũng chỉ cập nhật những cái món thành phố Hồ Chí Minh thôi, còn các món Bắc Trung Nam thì nhiều khi mình không có cái gì ta, mình chưa có cái thời gian để mà quan tâm hết á. Còn nếu như mà các mọi người cảm thấy rằng cần những cái món này phân tích thì mọi người chỉ cần comment trên cái fanpage của cái Nudi á, ví dụ như là tôi cần phân tích cái món này thì Nudi sẽ rất là cố gắng để mà phân tích, để mà phục vụ cho mọi người, để mà có biết thành phần dinh dưỡng của món ăn. Chứ không phải là em phải bay ra Hà Nội ăn thử á. Dạ thì cũng có thể, nếu như có điều kiện có thể, nhưng mà hiện tại á thì những cái YouTube nó có rất là nhiều, cho nên là mình có thể mình biết được cái thành phần dinh dưỡng qua cái cách người ta hướng dẫn mình nấu. Còn nếu như có điều kiện hơn thì mình có thể mình lên ăn thử. Cho mình xin phép góp ý kiến nha. Lúc nãy ấy, thì có bác sĩ Quý có nói cái câu là mình nói vậy không có người khác bắt bẻ. Mình tin rằng cái từ bắt bẻ nó không hợp lý lắm, chúng ta nên dùng có người có thể người ta ý kiến khác, người ta phản biện. Bởi vì cái là nếu mà chúng ta phải chấp nhận có những ý kiến nó khác nhau, khác chiều. Điều thứ hai nữa là cái chương trình Nudi của bác sĩ Phương Anh là rất là hay, đó là cái ý tưởng tốt. Bởi vì chúng ta không có hệ thống dinh dưỡng đúng theo chuẩn của y tế trước đây, cho nên là cái mỗi món thức ăn mà theo để cho chúng ta có khái niệm là như vậy nó khoảng bao nhiêu năng lượng rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta phải cũng phải biết rằng cái này là mỗi cái nhà sản xuất nó khác nhau. Một cái tô bún nó cũng có, ví dụ tô bún bò Huế ví dụ vậy, ở cái quầy này khác và quầy kia khác, rồi cái tô nhỏ, tô vừa và tô xe lửa, tô to đặt nó lại khác. Cho nên minh họa thêm chú ý nữa để cho mà các bạn đọc có thể biết rõ thêm thì là tốt hơn. Tức là đây Yeah. là cái góp ý để xây dựng cái ý tưởng tốt, nhưng mà chúng ta sẽ Anh cố gắng chi tiết hơn. nghĩ là bước khởi đầu như vậy là quá tốt rồi. Cái tiếp theo là mình phải làm cho nó đa dạng hơn, ví dụ bún bò mình bỏ thêm da này thì nó thế nào đúng không? Rồi chứ kể là tôi thêm nhiều dầu quá, hoặc là cái cách chế biến như thế nào cũng sẽ làm giảm cái giá trị dinh dưỡng mà cái trang thực phẩm cộng đồng cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần. Còn chưa kể là ví dụ như Yeah. là nước, có Em người nghĩ là ăn hết nước hay không ăn hết nước thì rõ ràng cái tỷ lệ cái dinh dưỡng nó sẽ khác nhau khá xa trong đó. Nhưng mà cái Nudi này em nghĩ là chúng ta cần phải làm một cái buổi khác chuyên sâu hơn để mà hướng dẫn cái cách dùng, cũng như là một số cái tuyệt chiêu khi mà ứng dụng trong thực tiễn nữa. Là hẹn mọi người một bữa sau ha. Còn nhiều một ít thời gian mình có thể đi vào cái phần cụ thể hơn về giảm vị giác không Phương ơi? Dạ. Em share. Trong thời gian này thì mình nói thêm mấy phút nữa là cảm ơn chị Tuyết lên nói một cái tình huống của chị. Đó có lẽ một tình huống khá điển hình cho những bệnh nhân ung thư mà mình gặp. Thì các bạn phải chú ý điều đó. Tức là bài bài nói của bác sĩ Phương Anh rất là chuẩn hóa về lý thuyết. Chuẩn hóa lý thuyết tức là chúng ta không có nói sai hay đúng, nhưng mà về thực hành nó rất là khác xa cái lý thuyết. Tức là chúng ta ví dụ như chúng ta muốn một cái điều thật tốt, nhưng mà những lúc chúng ta không đạt được điều đó thì chúng ta tìm cái đường nào tốt nhất có thể được. Bởi vì cái điều mà chung nhất mọi người đều phải khẳng định rằng khi các bạn bị ung thư là cái tâm lý của các bạn đi xuống, các bạn vui nhiều các bạn cũng không bao giờ bằng là một người bình thường. Và thứ hai là 10 người bệnh ung thư hoặc là 100 người điều trị bệnh ung thư thì có thể đến 90 mấy người hoặc là có thể đến 100 người là cái khẩu vị đi xuống, là khẩu vị, chứ không ai mà ăn ngon hết. Ngoại trừ là cái khi mà giai đoạn ổn định người ta uống steroid, tức là bên steroid thì lúc đó có thể ăn ngon, nhưng mà lúc đó không phải là lúc giai đoạn này. Cho nên là ăn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, nó thật là như vậy. Là chúng ta nghĩ rằng phải ăn để mà có sức để điều trị thì lúc đó cái vấn đề mà đặt ra bao nhiêu năng lượng và đặt bao nhiêu là quy định thức ăn nào nó còn phụ thuộc nhiều thứ lắm. Ví dụ như kinh tế của gia đình, cái sở thích của cái người đó như thế nào và cái bệnh đó như thế nào. Chưa kể là khi mà các bạn ung thư các bạn sẽ thấy những cái tác dụng khác nhau, có người bị lở miệng, có người bị táo bón, có người bị tiêu chảy, có người bị khô môi như vậy.
nó rất là khác nhau và cái chế độ điều trị sẽ tùy thuộc chính các bạn. Nhưng mà bài của Phương Anh rất hay để các bạn thấy rằng nếu các bạn chưa nhìn thấy rằng sự đa dạng của thức ăn bao gồm cả ngũ cốc, nào là sữa, nào là thịt và mỡ, các bạn nên đa dạng cái điều đó. Còn một điều nữa mình cũng đến chính là ở bên Úc cũng không hình như các bác sĩ Quý mình có nghe đấy, tức là không có kiêng thịt đỏ khi ung thư, mặc dù người nói là không nên ăn quá 500. Nhưng mà ví dụ có những người mà họ đã từng ăn thịt đỏ cả ngày cả quá nhiều rồi thì người ta có thể ăn quá 500, chúng ta cũng không có lý gì đó mà chúng ta bác người ta. Đấy, cái điều là ăn để khỏe, để ước muốn thế nào thì phải là cân bằng mọi thứ. Như vậy là một số bạn hay hỏi rằng tôi bị ung thư, ba mẹ em bị ung thư đại tràng hay là ba mẹ em bị ung thư máu thì có chế độ ăn đặc biệt nào không? Thưa các bạn, mỗi bệnh nhân ung thư, kể cả mỗi người chúng ta đều có thể có một cái chế độ ăn đặc biệt. Nhưng mà trên cái nền tảng chung thì chúng ta nói là cần dinh dưỡng, cần đa dạng và cần ăn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Còn lại là các bạn muốn biết chính xác thì các bạn gặp những chuyên viên dinh dưỡng như những người như bác sĩ Phương Anh, hoặc bên này là các cái nhân viên tiểu đường, là họ đều có cái họ có đầy đủ lý thuyết và thực hành trên trường hợp cá nhân của bạn. Cho nên đây những lời khuyên trên này là rất là chung chung, các bạn chọn cái điều chung chung nhất nhưng nó sẽ có giá trị cho các bạn, chứ không phải là các bạn có thể ý kiến khác. Cho nên là ví dụ một người bệnh nhân bảo tôi lên tôi ăn ngon lắm, tôi ăn khỏe lắm, tại vì ngày xưa tôi không được ăn, giờ tôi ung thư, con cái nó phải lo nó cho tôi ăn ngon. Không có thể, vẫn có người vậy đấy chứ không phải không. Tức là vì họ chưa đâu thì khỏe đâu, được ăn sữa đâu, giờ được ăn thì thấy nó ngon quá. Đấy, thưa các bạn, vẫn nhưng mà đa số không có ngon miệng, đa số là chúng ta ăn để mà có sức điều trị. À, cho các bạn vậy thôi, nhường lại cho các bạn Thục Phương và bạn Quý. Cảm ơn anh. Dạ, mình cùng chị mình nhận mình là cái buổi này mình chỉ chia sẻ những cái kiến thức chung nhất thôi, còn những cái vấn đề về cụ thể thì sẽ có một cái buổi khác. Và như trong hôm nay thì cái phần 2 mời mọi người đến với cái bài chia sẻ của tiến sĩ Thục Phương về cái vấn đề giảm vị giác khi đang điều trị ung thư ha. Dạ, em share slide. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh Quý với là anh Hiệp với chị Tuyết Phương Anh. Thì tại vì bản thân em thì không có bị ung thư, nhưng mà em đã từng bị tiểu đường trong thai kỳ á, thành ra em từ đó mà em bắt đầu chú ý tới dinh dưỡng. Từ đó em cũng nhận ra là cái việc mà đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng theo những cái hướng dẫn thì là cực kỳ khó, nhất là trong điều kiện mà mình vừa đi làm mà thêm mình bệnh nữa. Cho nên thì theo cái tinh thần đó thì những cái gợi ý mà em sắp nói thì chỉ là gợi ý thôi, và những cái hướng dẫn để mọi người ai làm theo được thì làm theo, tại thực sự là nó giúp. Còn nếu mà những ai mà cái sức khỏe chưa đủ thì mình nên làm cái gì mà mình cảm thấy mình dễ chịu nhất là điều tốt nhất. Thì theo như được yêu cầu thì em sẽ trình bày về phần thay đổi vị giác trong ung thư. Thì thì ai cũng biết là dinh dưỡng trong ung thư thì rất là quan trọng, bởi vì nếu như mà mình bị suy dinh dưỡng thì nó có thể làm giảm khả năng đáp ứng với việc điều trị ung thư. Cái nguyên nhân thì người ta phân ra làm ba nguyên nhân chính. Cái thứ nhất là mình ăn vô không đủ, để cơ thể mình cần, mỗi người thì có những cái nhu cầu khác nhau. Và nếu mà bệnh nhân ăn không đủ cái nhu cầu đó thì sẽ có thể dẫn đến suy dinh dưỡng. Và tình trạng thứ hai á, là ăn vô đủ, nhưng mà nếu mà bị bệnh nó gây ra xáo trộn hấp thu chất dinh dưỡng, không hấp thu đủ thì cũng có thể gây suy dinh dưỡng. Và cái nguyên nhân thứ ba là không vận động đủ. Thì cái vận động này là cái chuyện vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với bệnh nhân ung thư. Đối với người bình thường là quan trọng, nhưng đối với người bệnh nhân ung thư lại càng quan trọng hơn. Nhưng mà hai cái lý do sau thì những người như mình không có can thiệp được, mà nó phải là tự do bản thân bệnh nhân ung thư cố gắng. Nên hôm nay thì mình tập trung mình nói vô phần ăn uống không đủ chất. Thì Phương Anh đã giới thiệu cái cách nào mà để ăn uống đủ chất. Thì ở đây mình có thể tham khảo app Nudi hoặc là trang web Nudi. Em thì chỉ muốn tóm lại hai cái chuyện thôi, là theo cái kinh nghiệm của em, đó là mình cố gắng tăng cường ăn thức ăn lành mạnh, tốt cho mình, và mình ăn được. Và cái thứ hai là mình giảm những cái thức ăn không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên mà như anh như chị Tuyết có trình bày á, thì cái việc thay đổi vị giác khi mà nhất là trong cái quá trình điều trị, hóa trị hay xạ trị á, thì nó rất là phổ biến, nó xảy ra ở 15-100% bệnh nhân ung thư. Cho nên là không phải là mình muốn ăn là mình ăn. Do đó trong cái trường hợp này thì nếu mà mình ăn được cái gì là ăn, nhưng mà vẫn cố gắng ý thức là mình cố gắng ăn những cái món ăn lành mạnh, chứ đừng nói ăn được cái gì là ăn, cái mình đi ăn khoai tây chiên không thì cũng được, nhưng mà nếu mà được thì mình nên hướng đến những cái món ăn mà mình thích và nó lành mạnh hơn. Thì những cái vị giác trong thực phẩm thì nó có
sáu cái vị chính thì nó có mặn, vị mặn, vị ngọt, vị chua, vị đắng. Cái vị umami là cái vị mà trong bột ngọt á, mà cho dù mình có trộn bốn cái vị kia lại mình cũng không thể nào thay thế được cái vị trong bột ngọt, thì nó có tên là umami. Và cái vị mới gần đây được công nhận là vị kim loại, ví dụ như mà mình uống thuốc bổ sung sắt thì mình sẽ có cái dư vị kim loại ở trong miệng. Còn một cái vị mới nữa là vị béo, thì hiện nay người ta đang có người đề nghị là bổ sung vào vị béo nhưng mà chưa được công nhận. Thì thay đổi vị giác trong ung thư, mình em tóm ra thành bốn cái nhóm triệu chứng. Thứ nhất là mình sẽ bị tăng vị, ví dụ như là bệnh nhân cảm thấy thức ăn có vẻ mặn hơn bình thường, ngọt hơn bình thường hoặc là đắng hơn. Cái nhóm thứ hai là giảm vị, thì là ngược lại với nhóm tăng vị là thấy thức ăn rất là nhạt nhẽo. Rồi có thể sẽ cảm thấy thay đổi vị, là một số bệnh nhân sẽ cảm thấy là thức ăn có vị kim loại hoặc vị thuốc. Cái nguyên nhân này thì thường người ta tìm thấy có sự liên quan giữa cái chuyện là thiếu kẽm với lại vị kim loại, thì một số nơi có thể là bổ sung kẽm. Nhưng mà em không phải bác sĩ cho nên em cũng không dám nói nhiều về phần đó. Cái đó là cái người ta hướng dẫn. Còn một nhóm bệnh nhân thì có thể là không cảm nhận được mùi vị của thức ăn hết, nghĩa là hoàn toàn tất cả các thức ăn đều là như nhau. Thì những cái nguyên nhân gây thay đổi vị giác á, có thể là do hóa trị, xạ trị, hoặc là các bệnh có liên quan về đường miệng, hoặc là một số liệu pháp sinh học nó cũng có thể gây ra cái sự thay đổi vị giác rất là nghiêm trọng. Nhưng mà như anh Hiệp có nói thì một số cái thay đổi vị giác này nó kéo dài trong một thời gian, và sau đó nó sẽ một số người thì sẽ phục hồi hoàn toàn và một số người thì không phục hồi hoàn toàn. Thì đối với hóa trị, cái sự tình trạng thay đổi vị giác nghiêm trọng thể kéo dài từ 3 đến 4 tuần. Còn nếu mà là xạ trị thì có thể kéo dài từ 3 tuần cho tới 2 tháng. Và nó có thể kéo dài dần đến 1 năm, và sau đó người bị bệnh sẽ dần dần phục hồi lại cái vị giác đó. Vậy thì ở đây là những cái mẹo mà em của những cái trang hướng dẫn về dinh dưỡng và ung thư của Mỹ mà em tìm thấy để em giới thiệu lại với mọi người và lồng thêm những cái kinh nghiệm của em. Thì theo cái hướng dẫn này thì mình nên tránh ăn từ 1 giờ cho đến 2 giờ trước hóa trị và sau 3 giờ sau khi mình hóa trị. Và cái chuyện em minh động ở đây là mình cần phải giữ sức khỏe răng miệng. Thứ nhất là bởi vì những cái người bệnh nhân ung thư thì có thể như mọi người nói là cái lượng bạch cầu nó giảm á, thì mình sẽ càng dễ bị bệnh hơn. Và một số cái loại bệnh về răng miệng nó cũng là kết quả của những cái quá trình điều trị. Thành ra là mình cần phải giữ sức khỏe răng miệng nhiều hơn. Thì để giữ sức khỏe răng miệng thì thông thường người ta khuyên là súc miệng bằng nước muối. Còn để cụ thể để đối phó với cái tình trạng thay đổi vị giác thì cái lời khuyên là mình nên súc miệng bằng cái dung dịch nước muối với bột nở pha trong một cốc nước. Rồi, hoặc là mình nhai kẹo thì có thể là kẹo xinh gôm hoặc là các loại kẹo cứng hơi ngọt ngọt trước khi ăn thì nó có thể giúp để kích thích vị giác. Nếu mà những bệnh nhân mà có khi mà ăn thực phẩm mà có vị kim loại, cảm nhận thấy vị kim loại trong thực phẩm á, thì mình nên tránh sử dụng các loại muỗng, nĩa, ly, chén hoặc là dụng cụ nấu ăn bằng kim loại, và nên sử dụng các vật dụng bằng sành, sứ hoặc là nhựa hoặc là thủy tinh. Nếu mà mình nấu ăn bằng nồi thì có thể sử dụng nồi thủy tinh. Và mình cũng có thể ăn các thực phẩm nguội hoặc lạnh để giảm mùi, bởi vì thông thường thì những cái thực phẩm nóng thì nó sẽ gây mùi nặng hơn, làm cho bệnh nhân bị ngán, chán ăn. Thì em trên bài viết ở trên trang thực phẩm cộng đồng em có chia sẻ một số món mà được ăn lạnh thường xuyên, là người ta làm chỉ để ăn lạnh thôi, mà cái đó là các món của người Mỹ mà chồng em nấu cho em ăn. Nhưng mà em thấy là cái khẩu vị cũng hợp vừa đủ với người Việt Nam, thành ra là em cũng giới thiệu một số món giống như là pasta salad hoặc là tôm luộc chấm với lại sốt cà chua, hay là nếu mà cá nướng thì mình cũng cái món ăn Việt Nam mình cũng có thể nướng cá rồi bỏ tủ lạnh rồi mình ăn, thì cái đó cũng là một trong những cái cách để mình ăn thực phẩm nguội hoặc lạnh để giảm mùi. Cái cách nấu thì em có hướng dẫn sơ sơ ở trên trang web, và em nghĩ nếu mà ai thường xuyên nấu ăn mà có hướng dẫn đó mà có hứng thú thử thì có thể nấu được, tại em cũng toàn
coi những hướng dẫn chung chung rồi tự chế biến theo cách của mình thôi. Dạ, Phương Anh có một cái câu hỏi đó là khi anh đọc những bài đó thì thấy đúng là cái ý tưởng rất là hay, tức là nhiều khi mình phải thử những cái món mới, nhất là có thể là thử món của nước khác luôn. Thì thậm chí có những người họ tìm thấy cái sự thích hợp khi mà dùng những cái món mới đó. Nhưng mà một cái mà anh thấy người Việt Nam mình hay mắc phải đó là rất là khó để thay đổi cái ý tưởng của mình trong nấu ăn. Dạ. Đúng không? Thì không biết có cách nào không? Thực sự em tự nhận bản thân em là cái người gọi là rất thích ăn món Việt Nam. Em dù bớt đi bất kỳ đâu cũng phải kiếm những món ăn mà ăn món Việt Nam hoặc là vị rất giống với Việt Nam. Em không thích ăn món Tây, chồng em là người Tây và chồng em nấu cho em toàn món Tây không. Nhưng mà thì bởi vì cho nên khi mà những cái món mà em giới thiệu là những cái món mà em tự nhận em là cái người mà vô cùng yêu món ăn Việt Nam và không thích món Tây, nhưng mà em có thể ăn được những cái món đó và cảm thấy ngon miệng vừa đủ để mình có thể tiếp tục ăn. Thì nói chung cái lời khuyên chỉ là cố gắng mạo hiểm thôi. Cái này là trong cái suy nghĩ của mình. Nếu như mà mình có thể ăn được tất cả những cái món Việt Nam mà mình vẫn được giữ đủ dinh dưỡng thì là tốt, không có gì hết. Còn nếu mà những cái trường hợp mà mình bí quá, nếu ai đi chợ nấu ăn hàng ngày sẽ biết là bước ra chợ là không biết nên nấu món gì ngày hôm đó, nó nhức đầu vô cùng, thì những cái ý tưởng mới có thể là sẽ giúp cho mình trong cái bữa đó vậy thôi. Còn còn nếu mà mình ăn được món Việt Nam mà mình đủ dinh dưỡng thì cũng không cần đổi đâu anh. Em là tại em bị cái bệnh là em thích ăn nhiều món, cho nên là em anh nghe, hiểu cái chuyện sẽ... Đúng rồi, anh muốn nghe thêm ý kiến của chị Tuyết một xíu. Tại vì theo như mình biết á, bệnh nhân nam và bệnh nhân nữ có cái sự thay cái khả năng đáp ứng khác nhau. Bệnh nhân nam nhiều khi họ gọi là chửi ăn, họ yêu cầu rất là phức tạp, mà những người vợ, những người mẹ họ rất là khổ trong cái việc thay đổi bữa ăn. Còn phụ nữ thì biết là mình không ăn được thì coi như bỏ tay ra, hầu như cũng thể trông chờ vào ai nấu cái bữa khác cho mình được. Thì không biết là chị Tuyết thấy thế nào? Tuyết thì thật sự là may mắn. Bởi vì Tuyết nấu ăn không có giỏi, mà cái người nấu ăn chính trong gia đình là ông xã Tuyết. Cái lúc mà Tuyết bệnh thì rất là sợ nóng. Khi vô hóa chất thì hồi trước á, ví dụ như ở nếu mà ở phòng máy lạnh á, Tuyết mở 27 độ là Tuyết đã cảm thấy lạnh. Nhưng mà khi mà vô những cái đợt hóa chất á, thì có khi là cái phòng Tuyết phải để tới 18 độ. Thành ra là lúc mà lúc đó thì thật sự cái lúc mà trước đó thì một người bạn của Tuyết á, ở bên Mỹ thì khi nghe Tuyết bệnh thì có nói là em hạn chế vô bếp. Mình cũng không hiểu, thật sự mình không hiểu, nhưng mà khi mình bệnh thì mình mới hiểu là cái cảm giác nó rất là nóng nực, nó bực bội. Thì ông xã Tuyết thì lúc đó là ổng tự tìm hiểu những cái bài mà ví dụ như là ổng thấy là cái rau nào tốt là ổng sẽ làm cho Tuyết. Ổng cũng tăng cường là rau, bởi vì hồi Tuyết làm thì thật sự là ăn cứ ăn nhanh ăn vội để mà vô làm không à. Cái công việc của Tuyết là Tuyết làm bên phòng mổ, thành ra không có thời gian mà không có một thời gian cố định để Tuyết ăn, mà ăn vội để cho xong, có nghĩa là cứ mọi người chăm thủ ra ăn rồi người khác sẽ vô thay, chứ còn không mà không có được cái thời gian rảnh rỗi là một tiếng hai tiếng gì để ăn, mà thông thường là khoảng chừng có chừng cao lắm là nửa tiếng để mà ăn. Thì thành ra cứ ăn vội, và đồ ăn thường là cứ ăn rồi chuẩn bị trước rồi xong vô để quét lại mà ăn thôi. Thành ra bản thân Tuyết cái trước khi bệnh là không đầy đủ chất dinh dưỡng, và tới khi sau khi bệnh thì ông xã Tuyết là ổng chú ý nhiều hơn, và bản thân Tuyết chú ý nhiều hơn với dinh dưỡng là đầy đủ các thành phần ngay bản thân mình. Thì thành ra là Tuyết may mắn là ông xã Tuyết ổng lo về cái phần ăn uống và thông cảm, và người ở trong nhà cũng như vậy. Dạ, cảm ơn chị. Chị có thể chia sẻ thêm một cái số cái kinh nghiệm, ví dụ như là tự nhiên thấy cái món là của nước nào đó là thấy ngon hơn không? À, cái này được cái là Tuyết thích ăn đồ lạ lắm. Tuyết đi đến một nơi nào là Tuyết ăn cái của món địa phương đó, chứ Tuyết không ăn của Việt Nam. Tuyết thích ăn đồ lạ, thành ra Tuyết thích là thích thử những nhiều món. Xã Tuyết thì ổng là chủ yếu là ổng là bên Thái, thành ra là cái cách nấu của ổng là nó có chua cay và cũng rất là hợp với mình. Nên khi mà mỗi lần mình qua Thái thì mình cũng thích, rất là thích ăn đồ Thái. Những cái món Tây,
những món nào món mới Tuyết đều rất là mau chóng mà Tuyết update được. Nó Tuyết rất thích thử những món mới. Dạ, cho nên đó là một cái lợi thế khi mà bệnh nhân gặp những cái khó khăn trong cuộc sống đó, nhiều khi mình phải biết thử những cái mới để xem thử nhiều khi nó hợp với mình hay không. Phương có thể chia sẻ lại cái slide và nói cái phần cuối được không em? Dạ. Dạ, em cảm ơn chị Tuyết với anh Quý. Thì cái đúng là cái mẹo đầu tiên của em mà để đa dạng hóa bữa ăn á, là mình cần phải mạo hiểm. Thì cái đó là gần như là một trong những cái cách rất là quan trọng nếu như mà mình cạn kiệt ý tưởng về thức ăn mà mình bị suy dinh dưỡng. Và thay đổi cái nguồn protein thì như Phương Anh có chia sẻ thì mình có thể thay đổi các nguyên liệu. Những cái nguyên liệu mà em thấy Việt Nam thường ăn thì thịt cá, trứng, đậu hũ. Nhưng mà cái mà mình không thường ăn, không ăn nhiều, hiện nay sữa thì mọi người ăn nhiều rồi. Nhưng mà ví dụ như phô mai rồi đậu các loại, đặc biệt là đậu đen, đậu xanh. Thì như em biết cái món Mexico là người ta trộn đậu đen rồi người ta nấu với cơm. Hay gì chỉ ăn cơm thôi, thì cái đó cũng là một cái cách bổ sung dinh dưỡng. Em thì bản thân em không thích lắm, nhưng mà thật ra ăn cái gì, nếu mà mình chỉnh đúng cái gì mình thích đó, thì ăn cũng ngon. Cho nên mình có thể bổ sung những cái cách đó. Rồi có thể tìm vô cái trang mà nấu ăn. Em thấy mấy cái trang dạy nấu ăn của Việt Nam hiện nay có rất là nhiều các món ăn mà có kết hợp với phô mai hay là trứng. Những cái cách mà nấu theo dạng Tây em qua đây rồi em mới biết. Nhưng mà ngày xưa Việt Nam em cũng không biết. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó coi rồi mình thử thì mình sẽ có thêm nhiều ý tưởng để bổ sung cái protein vô vô cái bữa ăn của mình. Những mà những người mà bị nhạt miệng á thì lời khuyên là mình cứ thoải mái ướp thịt đậm vị đi. Thì giống như mọi người có chia sẻ là trong cái giai đoạn mà mình bị thay đổi vị giác, nghĩa là gần cái giai đoạn hóa trị hay xạ trị á, thì cái chuyện mà mình ăn đủ chất, ăn vô nó tốt hơn cái chuyện mình ăn đúng. Cho nên là mình có thể ướp thịt đậm vị, còn nếu mà sau đó mình khỏe đầy rồi thì mình có thể theo những cái cách dinh dưỡng là ít muối cho nó lành mạnh. Nhưng mà bây giờ thì cứ ướp thịt đậm vị để cho bệnh nhân ăn được cái đã. Rồi mình có thể thêm các gia vị lạ vào những món ăn quen thuộc. Thì gia vị lạ ở đây em nói là ví dụ các loại hay gì là hành, ngò, thì là thôi. Thì mình có thể thêm các loại gia vị của Tây. Ví dụ như mấy cái bay leaf gì đó. Em nghe mọi người bàn trên mạng cũng nhiều, ở Việt Nam cũng có bán. Thì có thể thêm rồi khi mà xào, nấu hay gì. Tới lúc cuối chỉ cần rắc thêm một tí cái đó là nó là dạng lá khô mà nó xay nhuyễn, thì mình chỉ cần rắc một chút lên thì tự động món ăn mình nó có vị khác mà đa phần là nó hấp dẫn hơn. Rồi mình nên nấu ăn nhiều màu như là anh Quý có hỏi, thì cái đó một phần là để thêm nhiều cái loại chất dinh dưỡng tốt, còn một phần khác là để cho nhìn vô cho nó ngon mà mình thấy kích thích nhiều hơn. Và mình có thể thêm những cái nguyên liệu, những cái gia vị ví dụ như chanh, nước cam hay bạc hà cho món ăn thức uống. Thì một cái chiêu mà chồng em hay làm á là dắt chanh vô cuối cùng cái món xào. Là chồng em hay xào nhiều món lắm, một lần là nấu một đống món. Là xào thì thường tụi em chỉ xài gia vị cái gia vị này, hỗn hợp gia vị này khá là ngon, nhưng mà ở Việt Nam mình em cũng ít thấy. Sau này có một vài công thức nấu ăn người ta xài, thì người ta trộn xịt nước tương, nước mắm, dầu hào, dầu mè, rồi muối, không cần bỏ bột nêm luôn, trộn thử bốn cái lại, thêm một cái số chất tạo ngọt. Chất tạo ngọt thì mình có thể sử dụng đường hoặc là sử dụng mật ong. Và bên chồng em thì xài maple syrup và syrup từ cây phong á, thì trộn vô lại rồi tới cuối cùng á là dắt miếng chanh nữa. Khi mà trước khi tắt bếp dắt miếng chanh vô thì nó vừa thơm và cái vị nó cũng là vừa chua vừa mặn vừa ngọt mà cho cái món xào thì nó khá là ngon. Thì em thấy cái cách đó có thể làm cho kích thích vị giác luôn. Và cái cuối cùng, cái ý cuối cùng đó là tập thể dục đều đặn. Cái này thì nó không có trong hướng dẫn, nhưng mà em chỉ muốn nhấn mạnh với mọi người là cái chuyện tập thể dục thực sự là nó có ảnh hưởng tới cái vị giác. Mặc dù là người bệnh thì mệt, nhưng mà cũng nên ráng tập thể dục thì nó sẽ giúp cái việc vị giác. Thì ở đây em chỉ nói tóm thôi, nhưng mà tụi em bên nhóm thực phẩm cộng đồng có những cái bài viết kỹ đi chi tiết về cái phần em vừa mới trình bày. Và bạn Hà thì cũng có mới dịch ngay cấp tốc trong ngày hôm qua một cái bài viết về dinh dưỡng khi bắt đầu hóa trị trong điều trị ung thư á. Thì cái này chỉ là bài dịch để, dịch những cái mẹo mà của để cho những cái bệnh nhân ung thư khi hóa trị. Thì mình không có thời gian để mình trả lời, thì mọi người quan tâm có thể lên kiếm bài để đọc. Cảm ơn em đã chia sẻ rất hay. Cảm ơn Hà đã dịch rất là cấp tốc để trả lời những cái quan tâm của mọi người về vấn đề dinh dưỡng nha.
Anh chỉ xin bổ sung một cái, là một cái ý rất là quan trọng mà bác sĩ Quyên lần trước có chia sẻ trong cái webinar về dinh dưỡng đó, tức là ngoài vận động thì cái Đúng chuyện ăn ăn chung với bệnh nhân là rất quan trọng. Bệnh nhân đừng để bệnh nhân ăn một mình hoặc là phải ăn một cái chế độ riêng thì người ta sẽ có cái cảm giác rất là buồn, và bản thân Quyên cũng đã gặp rất là nhiều người có vấn đề về vị giác, nhưng mà lúc mà ăn chung cười nói vui vẻ thì lại ăn rất là tốt đấy. Chương trình có lẽ là cũng khá là dài rồi, và mình sợ là quý vị bệnh nhân nếu mà ngồi lâu quá 1 tiếng rưỡi thì có thể là sẽ mệt mỏi. Thành ra là mình xin dành một ít phút cuối cùng để nghe bác sĩ Phương Anh nói thêm cái tóm tắt về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Rồi có gì mình xin hẹn mọi người một cái hôm khác được không ạ? À, xin lỗi, có một cái đoạn một số câu hỏi phía dưới mà mình nghĩ là các bạn đã nghe và các bạn muốn trả lời thì chúng ta nên tập trung trả lời cho các bạn nhé. Có câu hỏi thứ nhất là xin hỏi bác sĩ, nếu nước ép hoa quả chung hai thứ có được không vậy? Và có nên uống thường được hay không? Ví dụ nước ép cà rốt chung với cà chua. Xin vị các diễn giả trả lời dùm. Phương Anh hoặc là Thục Phương hoặc là chị Thu Hà, nếu ai có thể xin trả lời câu đó. À, thì Phương Anh cũng có nói, thứ nhất là đối với những ung thư thì mình không có kiêng một cái thực phẩm nào hết. À, người ta chỉ vấn đề sợ là sợ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì những cái vấn đề nước ép á, thì nó là từ những cái đồ sống, cho nên là mình cũng phải cân nhắc coi là cái thực phẩm này nó có ép được hay không. Còn trong cái quá trình mà hóa trị á, là nếu như mà mình cảm thấy là mình ăn uống là tệ, thì là mình ăn được bất cứ cái gì mình có thể ăn, có thể uống. Mình còn đối với cái loại, còn nếu khi mình cảm thấy khá hơn á, thì các loại nước ép á, thì thường thì nó sẽ không tốt bằng ăn trái cây nguyên phát. Tại vì khi mình ép á, là mình đã bỏ đi chất xơ, và những cái chất xơ và những cái chất dinh dưỡng còn lại nó bám lên chất xơ, mình chỉ lấy được cái phần đường thôi. Tốt nhất là mình nên ăn nguyên phát. Còn nếu như trong cái giai đoạn mình cực kỳ mình không ăn được nó, ép thì nó vẫn tốt. Tuy nhiên một cái vấn đề rất đáng quan tâm là ép thường là ép những cái thực phẩm sống, và mình cần phải biết là thực phẩm này nó có đủ an toàn thực phẩm hay không. Dạ, Như tức câu là hỏi không của chỉ bác, ép cái gì với nhau mà là coi ai ép là cái ví tay nó rửa sao dụ đúng như không? là ở ngoài mà mình ép thì mình nhiều khi những cái dụng cụ ép á, một cái vấn đề nữa là ví dụ như mình ăn trái cây, mình trái chuối mình lột ra ăn liền thì nó không có phải tiếp xúc với lại dao dao thớt á, thì nó ít bị nhiễm khuẩn hơn. Còn ví dụ như đồ ép đi rồi là phải trái cây là phải gọt ra, rồi người ta phải cắt nhỏ, rồi nó phải tiếp xúc với dao với thớt, rồi sau đó nhiều khi là những cái trái cây này nó ăn không hết, bỏ tủ lạnh, nhiều khi nó lại đồ của ngày hôm qua, rồi vô dụng cụ ép có sạch hay không. Nó nhiều cái nguyên nhân, nhiều khi mình cảm thấy rằng cái chuyện ép á, là coi chừng nó sẽ làm cái vấn đề về cái nhiễm trùng từ đường từ đường tiêu hóa. Còn đối với dinh dưỡng thì là không kiêng thực phẩm gì hết, thì mình có thể ăn đa dạng, có thể kết hợp được thì kết hợp, ví dụ như là mình chỉ chú ý là kết hợp những cái loại trái, những cái loại đó về mùi vị nó như thế nào thôi. Ví dụ như là hai cái trái nó kết hợp lại cái mùi vị mình chấp nhận được hay không thôi, chứ nó không có một cái là trái này thì chỉ nên ăn với trái này hoặc ăn trái kia. Câu hỏi tiếp của một bạn tên Em có bổ sung thì về về cái phần này thì ở bên bên khu của em á, thì người ta không có ép mà người ta xay sinh tố, và người ta xay gần như là thường xuyên luôn, như những người bạn em là uống thường xuyên luôn, và người ta thậm chí người ta bỏ rau vô luôn, giống như là rau rau chân vịt, rau bina đó, người ta bỏ vô người ta xay luôn, bỏ các loại hạt vô, đó là hạt nào mà thấy dinh dưỡng, hạt chia hạt gì đó, rồi các loại trái cây mình thích. Thì nếu như mà giống như Phương Anh nói, mà trái cây mà còn thừa mà qua đêm mà mình sợ bị hư á, bỏ vô tủ đá đi, rồi ngày mai bỏ vô xay uống thì nó rất là ngon, mà nó không có sợ bị cái vấn đề kia nữa. Cảm ơn chị Thập Phương, tức là mình đã nghe được cả hai quan điểm của Việt Nam và bên nước ngoài. Giống như mình cũng thể nói ở bên Úc này thì cái việc mà xay đó người ta không cấm, tức là hai cái máy hai những phối hợp với nhau, thì Phương Anh trả lời cũng đầy đủ hết cái ý rồi, tức là nếu mà hai cái món đó phối hợp được với nhau thì cứ việc xay mà uống cũng không cấm chỉ định. Nhưng mà chúng ta chú ý là cái sự an toàn về vệ sinh thực phẩm, cái đó là như vậy rồi. Mình nghĩ câu đó là trả lời có lẽ đã đủ. Tiếp theo một câu hỏi của bạn là Margaret Nguyễn, bạn hỏi thế này: vì sao bác sĩ điều trị cho bé nhà em bị ung thư máu cấp tính tái phát hệ thần kinh trung ương, không cho bé ăn rau củ luộc và cá vào bữa chiều tối? Tức là tại sao bác sĩ điều trị lại khuyên rằng em bé bị ung thư máu cấp tính, tức là leukemia cấp tính hệ thần kinh trung ương, không cho bé ăn rau củ luộc và cá vào bữa chiều tối?
mình thì có lẽ mình không chịu lại, không 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 mình nhưng tại sao có cái câu chuyện này, không không hiểu là lý do. Dạ, không hiểu cái lý do cụ thể làm, có thể là hỏi là bác sĩ. Có cái nếu các bạn có thấy lý do không, chứ mình không thấy cái lý do này nó có thể dạ, không có phải thể là là qua phải biết trên mình ra. Phải biết cái bệnh sử trước đó, ví dụ như là thường hay bị táo bón vào buổi tối hay là sau đó. Còn một câu hỏi này rất là hay gặp này, ở bên cả Tây và ta. Tôi nghe nói quả bưởi giải độc gan rất tốt, nhưng làm giảm hấp thụ hóa chất. Xin hỏi các bác sĩ có đúng như vậy không? Cảm ơn các bác sĩ. Dạ, lúc này em có share cái bài viết trên số 2 đó. À, mọi là một cái tờ báo cũng rất là quan tâm tới sức khỏe và chia sẻ rất là nhiều thông tin khá là tốt. Thì có cái bài viết về bưởi đó, và họ nói những cái họ những cái trái mà họ cam chanh bưởi đấy thì có những cái chất nó có thể gây tác động tới một cái enzyme ở trong gan tên là CYP 3A4 ấy. Thì một cái những cái thuốc về hóa trị mà được chuyển hóa qua cái đường đó thì nó có thể bị ảnh hưởng. Nhưng mà thật sự mà nói là chỉ dừng lại ở mức là có thể dự dự báo nguy cơ thôi. Thế còn thực sự nói là có bao nhiêu người dùng cái cam này rồi có tác dụng xấu hay là có tác dụng tốt khi đó thì cũng chưa có cái báo cáo nào rõ ràng để mà mình có thể đưa ra một cái khuyến cáo mạnh mẽ. Chỉ có điều mình thấy á, trong những cái thử nghiệm lâm sàng, nhất là pha 1, thì họ quan tâm tới cái chuyển hóa của thuốc trong cơ thể, cho nên là họ không có muốn có tất có những cái tác động nào của thức ăn hết. Thành ra là những cái người mà tham gia thử nghiệm lâm sàng thì đều được nói là đừng có ăn những cái thuốc, những cái loại gọi loại nước ép hay là ăn bưởi ăn đồ nữa. Thì từ cái số liệu từ thử nghiệm lâm sàng đó, khi mà người ta áp dụng vào thực tế thì người ta cũng đưa theo cái câu đó luôn, nhưng mà chúng tôi không biết là cái bưởi này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào khi mà đưa cái sản phẩm ra thị trường. Thành ra tạo thành một cái thói quen là bác sĩ hay khuyên là thôi tránh đi thì hơn. Mình nghĩ à, là còn một cảm ơn bác sĩ Mỹ. Còn một vấn đề này nữa là trong vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư thì mình chưa thấy nói ở Việt Nam có cái hệ thống này chưa, tức là ngoại trừ bên nước ngoài thì có cái dietitian, tức là người chuyên về dinh dưỡng thức ăn, nó còn có cái hai là nutrition. Hai cái đó thì cho mình cũng chưa phân biệt là khác nhau lắm, nhưng mà nó có khác nhau về đào tạo về bây giờ. Nhưng mà có một cái hệ thứ ba mà mình thấy Việt Nam ít nói đến trong mình liên quan đến bệnh nhân ung thư, đó là speech pathology, tức là những người mà giúp cho những cái bệnh nhân ung thư ví dụ khó nuốt, khó uống và uống sặc cái thứ đó, tức là những người bị stroke hoặc là những người bị ung thư, nhất là ung thư đường tiêu hóa vừa. Thì cái pathology là một cái vấn đề rất lớn mà mình nghĩ Việt Nam còn để hỏng, bởi vì chỉ có hình như có một số bác sĩ Việt Nam được gửi đi nước ngoài để đào tạo. Như vậy nếu mà các bạn mà có yêu cầu hoặc bạn đi bệnh viện, các bạn cũng bắt đầu mình nói yêu cầu nên lên để mà các trường đại học nó quan tâm, các bệnh viện quan tâm để sẽ có nhiều người được học cái này và để giúp những bệnh nhân ung thư trong những giai đoạn đó. Điều này là cái điều mà nó mới nhưng mà nó cần thiết cho Việt Nam. Rồi, chào quý, có thể em có thể là vấn đề sang nhật. Còn câu hỏi về Keto á anh, có bạn đặt câu hỏi hôm trước á, em nghĩ cái đó. Dạ, tôi có thể trả lời cái đó trước cái chương trình này là tụi ban tổ chức có hỏi cộng đồng, hỏi mọi người là có cái câu hỏi gì đặc biệt không. Thì một trong những cái câu hỏi mà quan trọng đó là về cái chế độ ăn keto, nghe đồn là có thể giúp hạn chế phát triển ung thư. Phương có thể trả lời câu này không ạ? Dạ, thì cái chế độ bình thường nếu mà mình ăn thì cơ thể mình sẽ ưu tiên sử dụng đường bột để sinh ra năng lượng trước. Nhưng mà cái chế độ ăn keto thì mình sẽ gần như hạn chế không ăn đường bột luôn, mà chỉ ăn dầu béo và protein. Và cái lý do là khi mà mình không làm như vậy thì cơ thể buộc sẽ phải, thay vì sử dụng đường thì sẽ chuyển sang sử dụng chất béo. Đó, cái đó là áp dụng cho những người giảm cân. Và cái phương pháp này thì nó cũng bắt đầu lâu đời rồi và cũng nhiều người áp dụng, thì người ta thực sự là người ta giảm cân rất là nhanh. Thì có câu hỏi là như vậy thì bệnh nhân ung thư có áp dụng được cái chế độ đó hay không? Tại vì có những cái nghiên cứu đã cho thấy là nó tốt cho bệnh nhân ung thư. Thì sau khi em tìm hiểu thì em thấy là có cái câu trả lời là có tốt hay không thì cái này gọi là còn tùy. Bởi vì có những cái nghiên cứu cho thấy là có, nếu mà ăn chế độ keto thì có thể làm chậm sự phát triển của một vài loại khối u trên chuột. Cái này là thí nghiệm trên chuột. Còn thí nghiệm trên người á, những cái nghiên cứu trên người á thì thấy là một số loại u não cũng có thể là tốt hơn nếu mà mình ăn theo chế độ keto. Tuy nhiên á, là cũng có nghiên cứu ngược lại thì thấy là nếu, tại vì chế độ keto là ăn nhiều béo nhưng mà vẫn có chế độ ăn ít béo thì lại tốt cho một số loại bệnh ung thư vú. Còn
cái đường cũng có một số cái loại ung thư nó sẽ gây cho cơ thể là không có tiêu hóa được chất béo và protein tốt. Thành ra là nếu như mà những trường hợp đó mà người ta theo cái chế độ keto thì thật ra lại là không có dinh dưỡng gì hết. Do đó là cái câu trả lời là mình nếu mà bản thân cảm thấy khỏe đủ mà muốn theo chế độ keto này thì có thể theo, nhưng mà nên theo dõi kỹ cái thay đổi của cơ thể và bàn với bác sĩ nếu mà mình cảm thấy có gì đó bất thường như là cơ thể không khỏe nữa. Và một cái lưu ý là theo cái chế độ keto này thì mình có thể ăn thịt đỏ thoải mái, tại vì bổ sung chất béo và protein thì thịt đỏ là cái món ăn người ta thường thường nghĩ nhất, và theo chế độ ăn keto thì thịt đỏ là không sao. Nhưng mà nhìn chung thì thịt đỏ vẫn là cung cấp cái lượng chất béo bão hòa mà gây bệnh tim mạch, cho nên nếu mà theo chế độ keto thì cũng nên cân nhắc là ăn thịt đỏ theo vừa đủ và thay bằng những cái loại thực vật khác mà để bổ sung cái loại chất béo khác, chứ đừng chỉ ăn từ thịt đỏ. Ví dụ như trộn các cái loại rau với lại dầu ô liu thì là vừa bổ sung béo từ dầu ô liu, bổ sung lấy chất xơ từ rau mà không có đường bột. Cảm ơn tiến sĩ Thục Phương. Cái câu hỏi về cái chế độ ăn nào để điều trị ung thư hoặc là cho giảm cân đó, đó là câu hỏi giống như kiểu nó gần gần như kiểu thực phẩm chức năng nhưng nó khác một chút. Bởi vì có những nghiên cứu tốt, có những nghiên cứu thấy nó phù hợp người này, có nghiên cứu nó phù hợp người kia. Nhưng mà mình đứng trên phương diện Úc, tức là mình đến ngày giờ này của gọi là hiệp hội ung thư của Úc ở tiểu bang Victoria Hiệp sống đó, thì người ta đều khẳng định là các bạn không nên, mặc dù tùy Không nên các bạn không nên thực tập những cái phương pháp thức ăn đặc biệt. Bởi thường thường thứ nhất là nó tốn kém hơn là bình thường, thứ hai là nó chưa chuẩn hóa, và thứ ba nó có thể làm mất cân bằng dinh dưỡng. Và những cái người mà nó tốt hay không nó là chỉ một cái tính cá nhân. Nếu người ta chuẩn mực của khoa học đến nay, ví dụ như là các bạn học y khoa, các bạn sẽ học qua là sinh lý sinh hóa, cái bộ môn sinh hóa nó sẽ các bạn phải học là chuyển hóa của cái lipid như thế nào, chuyển hóa protein thế nào, chuyển hóa của glucose thế nào, cái chu kỳ trình Krebs như thế nào. Như vậy nếu các bạn mà để mất cân bằng cái đó, người ta lý thuyết thì có thể nó chỉ là trên một số nhỏ người, và đến lúc này mình khẳng định là chưa có cái nghiên cứu nào nói là số đông một cái chế độ ăn nào thực sự đặc biệt bỏ bớt đường hay là bỏ bớt mỡ hoặc bỏ những cái kia là tốt cả. Cho nên là có thể một người là bạn tốt, có thể bạn cố gắng làm được điều tốt của một người, không có nghĩa là số đông, mà được lợi mà ngược lại thì nếu bạn chọn đường đó thì chúng tôi cũng không có cản trở, không có chỉ bới, đó là quyền chọn của mỗi người. Mặc dù là nói về lương tâm thì mình nghĩ không khuyên như vậy. Các bạn phải nghe đến là cái y học đến giờ này của Úc sẽ nói là như vậy. Dạ, em bổ sung thêm anh nhắc em mới nhớ, đúng đúng là cái chế độ keto này thì nó giống như cái chế độ ăn fasting, là dạng ăn fasting tiếng gì dịch là gì em quên, giống Kiên như một số kiên tôn kiên giáo khem kiên khem thiên khen. Dạ, trong một tháng, giống như là em có những người bạn là người ta theo đạo Hồi thì một năm là người ta sẽ có nguyên trọn một tháng người ta không ăn từ sáng tới chiều tối, thì cái chế độ này nó cũng gần như vậy. Nhưng mà đúng là nó có ảnh hưởng rất là mạnh, là bạn em có thể giảm mất 10 kg trong vòng một tháng và không có làm việc, không có làm, nói chung là mọi hoạt động ban ngày là gần như là rất là ít, cho nên là nó sẽ có ảnh hưởng mạnh đến cơ thể. Thì nếu như mà ai mà chọn theo cái đó thì cũng nên cân nhắc là biết trước là sẽ có những cái ảnh hưởng rất là mạnh đến đến cơ thể như vậy. Là đúng như như anh Hiệp nói là không có ai khuyên, không có bác sĩ nào khuyên theo chế độ đó hết. một câu hỏi cuối cùng được không ạ? Cứ hỏi đi. Ủa, ở trên trên diễn đàn còn câu nào không anh? Để em có một chị hỏi một câu rất là hay về mặt tiếng Anh, là khi mà đọc các tài liệu thì thấy là ghi là hạn chế và tránh, thì cái hai cái từ này khác nhau như thế nào? Phương Anh có thể trả lời được không em? À, tại vì đối với bên Phương Anh á, là Phương Anh làm lĩnh vực chủ yếu là tiết chế, cho nên là mình ít khi nào mình dùng những cái từ tăng cường, hạn chế, tránh, mà mình sẽ nói thẳng luôn là thực phẩm đó ăn bao nhiêu. Ví dụ như đối với rau thì ăn bao nhiêu gram một ngày, trái cây bao nhiêu gram một ngày. Còn nếu nói hạn chế thì như thế nào là hạn chế. Nhiều khi có những bệnh nhân đái tháo đường đi thì mình nói là hạn chế những cái thực phẩm tinh bột, thì bệnh nhân lại hiểu lên cái nghĩa khác là nên không ăn gì hết, dẫn đến là bệnh nhân là bị hạ đường. Cho nên về phương diện Phương Anh á, Phương Anh khi mà tư vấn với bệnh nhân thì giống như những cái slide mà nãy Phương Anh đã share về cách tính cái khẩu phần á, thì Phương Anh đều nói rõ ra là cái nhu cầu này ăn những thực phẩm này và ăn bao nhiêu,
chứ mình ít khi nào mình dùng những cái từ đó lắm. Tại vì Nhưng trên mẫu Việt sinh Nam, tương nói đi em. em Phương Anh có quan điểm của bác sĩ, em là quan điểm của người tiêu dùng bình thường. Thì thực ra cái chuyện là giống như Phương Anh nói là đưa ăn bao nhiêu em biết hết, mà em không làm được. Tại vì nhiều khi mình cái lúc đó mình thèm ăn cái này, mình thèm ăn cái khác, thì là em trộn tùm lum tới. Thì trong những trường hợp đó, đối với em nghĩ đối với người tiêu dùng á, người bệnh nhân, thì cái chuyện mà hạn chế hay tăng thì chỉ có nghĩa là, ví dụ mà mình ăn cái món đó, tới lúc đó mình ăn cái món đó, mình thèm ăn cái món đó, thèm thì thèm thì ăn, còn nếu mà thèm hơi hơi thôi mà có một cái món khác nào mà tốt hơn á, thì lúc đó mình chọn ngay cái món kia để mình biết là nó tốt cho sức khỏe. Thì hai cái câu hỏi mà hạn chế với tránh là nó liên quan tới thịt đỏ với lại các loại thịt có chế biến á. Thì thịt đối với thịt đỏ thì người ta kêu là hạn chế ăn, là tại vì theo cái khẩu phần bên em, tụi em ăn bên này á, thì em dễ dàng em vượt qua cái mức 500 gram một tuần. Còn cho nên là lúc đó là em lúc nào em ăn vô cái thịt thịt bò thì theo là phải nghĩ ô hạn chế, là hạn chế lại cái em ráng ăn thịt gà với cá. Còn còn ví dụ như là thịt chế biến thì người ta khuyên tránh được thì tránh, tại vì cái ảnh hưởng của nó mạnh hơn, và bởi vì nó có cái chất nitrat á, thì do đó đối với cái đó thì người ta nêu tránh, nhưng mà thiệt ra người ta cũng không kêu tránh nữa, người ta kêu hạn chế tối đa. Dạ, Cái cho nên là câu mọi người này, thấy bản chất dạ của câu đó là cái khái niệm gọi là bệnh nhân có quyền tự chọn. À, dạ và ở Việt Nam mình hầu như không có quyền đó, hoặc là bệnh nhân chưa quen có quyền đó. Thành ra là giống như Phương Anh nói hoàn toàn chính xác là tôi cho ông ăn bao nhiêu thì ông ăn bấy nhiêu, cho nên là nói không là hạn chế là người ta chẳng là không. Và các bạn phải tập dần cái nước ngoài không ai dám nói ông ăn bao nhiêu hết. Đó như là Phương nói hoàn toàn chuẩn. Giống như bên mình tư vấn không, hầu như mình không dùng cái chỉ định là bác phải ăn bao nhiêu, không có đâu. Mình chỉ nói bác hạn chế cái đó, bởi vì có nghĩa là người ta ăn bao nhiêu người ta bớt một xíu, cho nên là cái câu của người Tây là nếu bạn làm bạn cố gắng làm tốt hơn, chứ không phải bạn làm không có chia cái tốt và xấu, mà chia là cố gắng tốt hơn hoặc là giảm cái xấu đi. Đó là cái ngôn ngữ thôi, và chúng ta hiểu rằng đó là cái tâm lý bệnh nhân Việt Nam. Nhiều lúc mà chúng ta khuyên mà thêm cái chủ Tây ấy, người ta lại bảo chẳng hiểu cái gì cả đấy. Người ta thấy ông chịu ở Việt Nam bên Tây lại bác sĩ ông quyết định giùm tôi đi, mà quyết định xong á mà sai cái là bác sĩ chịu. Còn bên này ấy, mình nói đó, mình đưa hết lý do rồi bệnh nhân mà nó chọn thì nó chịu, mà không còn chịu gì nữa. Đó là hai cái tâm lý khác nhau, và người Việt chuẩn bị là nếu tiến bộ là theo cái tư tưởng là mình có quyền của mình, mà mình chọn con đường, mà bác sĩ khuyên tôi ăn 500 gram tôi không thích ăn 400, nguyên sao bác sĩ bảo bớt đi, mà mình làm mình chịu và mình làm cái đó mình thấy hợp lý. Còn tập dần cái đó chứ đừng để bác sĩ chỉ định cái là chúng ta giống như một cái máy ấy. Hiện nay thì chuyển dần thì tốt hơn, mặc dù nếu mà không phù hợp với Việt Nam bây giờ thì cũng không tốt. Cho nên là các bác sĩ ở trong nước cũng như bệnh nhân chúng ta tập dần hết, và mình sẽ thấy rằng có nhiều bác sĩ khác nhau, nhiều bệnh nhân khác nhau, và tùy bệnh nhân nào mình phải nói thế nào phù hợp với người đó. Ví dụ người ta quá yếu mà chúng ta đưa cái lý thuyết cao siêu thì người ta đâu có nhập được, còn người ta đã quá giỏi mà chúng ta là ép người ta rốt vào mày khinh thường đau quá thì cũng là chết. Cho nên là tùy người tùy cơ ứng biến. Em đưa một cái ví dụ dễ hiểu hơn là giống như đội mũ bảo hiểm khi người ra ngoài đường vậy đó. Họ nói là nên đội mũ bảo hiểm nhưng mà nhiều người không đội mũ cũng chạy tưởng lừng lừng không sao hết. Đó thì cái Dạ Phương Anh này hơi có ý vậy. kiến này. Dạ em có ý kiến này xíu khúc với khúc ấy. Dạ. Cái khối lượng mà Phương Anh đưa ra đó, như là cái ý kiến của em đưa ra, nghĩa là cái con số đó là để cho mình những con cái mốc để bệnh Dạ. nhân làm. Còn nếu như mình không có đưa ra một cái mốc nào đó, thì đương nhiên rằng đưa ra là ví dụ như là đưa ra là một ngày ăn là khoảng bao nhiêu gram trái cây đi, thì bệnh nhân biết là tôi ăn khoảng như vậy, thì bệnh nhân điều đó không có nghĩa rằng là ăn đúng bon một ngày là bao nhiêu đó gram, thì ăn có thể ít hơn hoặc là nhiều hơn, nhưng mà mình cần có một con số để người ta biết ăn cỡ như thế nào. Chứ nếu như mình mà nói là ăn ăn ít cái Ăn này ít thì ăn ăn thì cái kia, cũng được nó làm cho người ta cuối cùng biết là phải ăn ăn bao nhiêu. ha. Dạ, và cảm ơn Phương Anh, bởi vì trên cái diễn đàn hỗ trợ bệnh nhân ung thư có rất rất nhiều cái câu hỏi như vậy, tức là họ muốn biết thì rất là chi tiết là tôi phải ăn bao nhiêu, nhưng mà rõ ràng những cái buổi chia sẻ như này rất là hữu ích để giúp cho họ biết cái mốc đại khái như thế nào, nhưng mà mình cũng phải chú ý là nó không phải là tuyệt đối, đúng không? Với cả không chỉ chúng ta nói về bệnh nhân ung thư, nếu các bạn chú ý là cơ thể của mỗi chúng ta là mỗi người một khác, đặc biệt nếu các bạn bị tiểu đường, các bạn bị tim mạch, các bạn đã bị nguy cơ cao mỡ máu rất là cao chạy, thì cái đó nó sẽ tổng hợp lại hết. Ví dụ như điều trị ung thư, các bạn mà ăn theo tiểu đường nhiều thì chưa chắc các bạn đã chết vì ung thư, đường nó tụt và nó cao hoặc là các bạn chết trước hoặc là tai biến nó nặng hơn đấy. Thế nên là các bạn có tình huống bệnh thế nào thì
Đây là để các bạn thấy rằng không chỉ có những bác sĩ, có những người về chuyên về dinh dưỡng. Nên nếu trường hợp các bạn, nhất là các bạn ung thư nữa, thì các bạn nên tìm hiểu và tìm những cái người mà chuyên khoa dinh dưỡng, hoặc là các bạn chuyên khoa dinh dưỡng ở Việt Nam cũng khá nhiều rồi đấy, nếu tập hợp thành một cái nhóm lớn. Phương Anh là một ví dụ ở trong Sài Gòn, nếu ở Hà Nội, ở Huế thì sao? Nếu chúng ta tại sao không có làm một cái diễn đàn chỉ là những người đó và giới thiệu chúng ta với nhau, và mỗi người cung cấp kiến thức cho những nhóm bệnh nhân cụ thể của mình. Như vậy sẽ giúp ích cho bệnh nhân rất nhiều, và chúng ta tìm cái nguồn thông tin nó chuẩn hóa. Đó là chúng ta phải tìm một chi tiết, đặc biệt là nhiều bạn ở phía dưới hay hỏi cho chính xác của các bạn thì cái kỳ vọng của các bạn sẽ hơi khó, bởi vì nó sẽ phải phụ thuộc cụ thể mà. Nhưng mà đó là các bạn nói mình cũng hoàn toàn đồng ý, để chúng ta thấy rằng cái nhu cầu của người bệnh là có, và nhu cầu của những người bác sĩ nên ra giúp cho bệnh nhân là nên ra mặt các bạn ạ. Đó là như vậy Phương Anh nói đó, thì chúng ta thấy không, có thể những điều khác nhau, cái này khác nhau không phải là sai với đúng, mà khác nhau để cung cấp rằng đây những cái người tư vấn nó khác nhau thế này. Giống như ví dụ mình có thể gửi bệnh nhân đi vào chuyên khoa tâm dinh dưỡng thì mình sẽ hiểu là người ta nói như vậy, và bệnh nhân về có thể người ta cần view như vậy, nhưng mà mình sẽ hiểu à đó là hai cách tư vấn của vấn đề, vậy cái nào cũng tốt và bệnh nhân nên chọn dung hòa, chứ không có không không khác nhau không phải là kẻ thù nhau, là đối nghịch nhau, khác nhau là để nó có sự đa chiều để mình nhìn thấy rằng cách nào mình chọn phù hợp nhất cho mình. Mong các bạn sẽ tìm được cái lời khuyên hợp lý, các bạn tìm được người giúp đỡ cho các bạn về điều trị, về ăn uống và trong các vấn đề khác nữa, và mọi người phải may mắn trong vấn đề điều trị ung thư. Dạ, cảm ơn Hiệp. Thực ra là cái webinar hôm nay là tiếp nối cái webinar hôm qua, là tới 2 giờ đêm bên Úc á, là chúng ta vừa nói về cái vấn đề truyền thông y tế như thế nào, nhất là truyền thông trên mạng để giúp bệnh nhân có những cái kênh uy tín hoặc là tin cậy, để cho bệnh nhân có thể tham khảo giúp họ trong suốt cái quá trình điều trị ung thư. Thì rất là hy vọng cái diễn đàn về dinh dưỡng trong ung thư này sẽ còn có thể tiếp tục với những cái chủ đề đa dạng khác, cũng như là chúng ta sẽ có thể là giúp bác sĩ Phương Anh hoàn thiện hơn cái phần mềm về Nudi, áp dụng trong cái tình huống là bệnh nhân ung thư. Trong bệnh nhân ung thư cũng rất là nhiều cái tình huống, bác sĩ Phương Anh đã làm những cái menu dành cho bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, nhưng mà có lẽ là mình sẽ rất là muốn nhờ bác sĩ Phương Anh quan tâm thêm tới cái mảng ung thư này, và những cái câu hỏi của quý vị ở trên cái nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư sẽ là cái động lực để cho các bác sĩ tiếp tục tìm kiếm thông tin cũng như nghiên cứu những cái thông tin mới. Xin dành cái lời kết của cái buổi hôm nay cho chị Tuyết Phạm được không ạ? Chị đến trễ cho nên là để chị nói sau cùng nhé. Dạ, trước hết đó thì em cảm ơn mọi người đã tổ chức cái buổi webinar này dành cho những bệnh nhân ung thư nói chung, và để cho một cái cảm ơn bác sĩ Phương Anh đã cho mọi người biết được cái gọi là cái công thức hoặc là những cái định lượng để cho mọi người có thể điều chỉnh được. Và cảm ơn bác tiến sĩ Thục Phương, vì sao tiến sĩ Thục Phương đã đặt mình trong vị trí bệnh nhân, đó là một cái lời thật sự rất hay, rất cảm thông, đó là điều cái mình rất là thích. Và Tuyết nghĩ là cái buổi webinar này cực kỳ hay, Tuyết rất thích về buổi webinar này, Dạ, cảm ơn chị, nhờ có chị cho nên là nó được lại đúng hướng đó. là mọi người đã có được cái công thức dinh dưỡng phù hợp với mọi người, theo như là cái những cái calo, những cái gì đó để mà có sức chiến đấu lâu dài. Bởi vì cái cuộc chiến đấu ung thư là cái cuộc chiến đấu nó tính bằng năm, và có thể là suốt đời, chứ nó không thể nào mà rồi tính bằng ngày được, nó tính bằng năm. Đến bằng năm cho nên là hôm nay không ăn cũng không sao đúng không ạ? Dạ, em xin cảm ơn anh Hiệp đã luôn luôn đồng hành trong những cái webinar như thế này, và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ha. Cảm ơn mọi người hết. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Em chào mọi người. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người. Làm đồ là các thành viên câu lạc bộ.